Anh có nhà riêng chưa? Thì anh có hai căn rồi, một căn ở quận 3, một căn ở quận Tân Bình. Sao nói chuyện nhà cửa hoài vậy, nói chuyện tình yêu đi. Em có muốn lấy chồng chưa? Em nghĩ là một năm là được. Nhìn em muốn hỏi anh là cái nơi xa nhất mà anh đã đi du lịch là ở đâu? Trước giờ anh mới tàn trong nước Việt Nam mình thôi, có đi qua bên Campuchia với Lào rồi. Ok. Giống anh. Em chỉ có nhìn anh, còn bây giờ khi em nhìn anh rồi thì em chỉ nhìn cái bụng của anh. Em tên là Nhật Linh, em 29 tuổi, em sinh ở Sài Gòn và em làm công việc là kinh doanh tự do. Mình kinh doanh gì vậy em? Em đầu tư trong lĩnh vực bất động sản với chị, cái đại chứng khoán. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lời đầu tiên em cho em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ ở bên phía đối diện và tất cả các bạn trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Chí Thanh, em 31 tuổi, em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Bình. Ô sao hợp, hồi nãy bạn kia cũng tên Linh, bạn này tên Thanh, bây giờ bạn kia cũng tên Linh, bạn này cũng tên Thanh nữa. Dạ, em đang mở một công ty môi giới bất động sản ở tại Tân Bình. Ồ, có vẻ trùng khớp với nhau ha. Rồi. Em quê ở đâu? Thành phố luôn hả? Dạ, em quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Thấy là trước tiên là công việc cũng có một cái sự có liên quan trùng khớp, có thể hợp tác với nhau được ha. Và điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em tự lập, sống tự lập từ năm nhất đại học. Tuy là nhà ở Sài Gòn nhưng mà em cũng không muốn làm cho ba mẹ phải phiền lòng. Em muốn chịu trách nhiệm về bản thân mình 100%, cho nên là em dọn ra sống riêng tới bây giờ. Và cái thứ hai nữa là em có sự linh hoạt trong cái việc giải quyết vấn đề. Còn điểm yếu thì em nghĩ là em có một cái sự mù đường nhẹ. Ví dụ như một con đường em đi 10 lần em mới nhớ, nhưng mà đi đến lần, ví dụ như là đến 9 lần thì cũng chưa đủ, em phải đi đến lần thứ 10 em mới nhớ được. Ôi, hiện tại là em ở một mình hả? Mình thuê nhà ở hay sao? Dạ, em có nhà riêng rồi chị, em ở một mình. Giỏi quá ha, vậy là đã có trong công việc tốt, có nhà riêng. Rồi, bạn trai bên kia. Dạ, điểm mạnh của em thì em cảm thấy em nói chuyện thu hút, tính tình cũng vui vẻ, em thích cái gì nó vui vẻ một chút xíu. Cái điểm yếu của em là hay mất kiên nhẫn một chút xíu. Chơi mà thí dụ như ai mà để cho em chờ có chừng 15-20 phút là em thấy khó chịu rồi. Thà nói nửa tiếng đi thì để tôi chờ nửa tiếng, chứ đừng có để mà đứng tới đây kêu sắp tới đứng hoài không thấy đâu. Cái đó cũng có cùng tâm trạng, chị có nghĩ là chờ đợi thì hãy cho một cái cột mốc, sau đó thì mình có thể mình chuẩn bị tâm lý trước, đừng để cho mình trong cái trạng thái là mình không biết khi nào tới, thì lúc đó mình cảm thấy mình bị động lắm thì em rất là bực mình. Tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Hai mối tình là chị Tường. Mối tình đầu của em là hồi em mới thi đại học xong, em quen 3 năm. Mối tình thứ hai 4 năm. Nhưng lý do tại sao chia tay? Quen mối tình nào thì em cũng nghĩ là mình từ từ mình sẽ kết hôn thôi. Lúc đó mình cũng chưa nghĩ đến việc kết hôn. Giờ mà quen ai chắc cỡ chừng 6 tháng 1 năm em cưới luôn. Rồi, ý bạn gái thì sao? Em nghĩ là khoảng 1 năm. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Thật ra thì em cũng có quen 1-2 người, nhưng mà sau một thời gian thì em nhận ra là nó cũng không phải là tình yêu thật. Cái cảm xúc của em á, em mong muốn là có một cái tình yêu nó mãnh liệt. Sau này thì em có hẹn cà phê với một số bạn để em làm quen á, thì thứ nhất là thấy em không được nữ tính. Có một lần á là em gặp một cái anh kia cũng đúng tiếp của em bề ngoài á, có nghĩa là vừa cao vừa trai, nhưng mà khi về em hỏi là ồ anh thấy cảm giác như thế nào, cái anh mới kêu là em cái gì cũng được, chỉ là anh ước gì là em bánh bèo hơn chút. Thì bây giờ mình cũng phải ráng, nhiều khi phải ráng nhỏ nhỏ bánh bèo tí xíu ha. Mình em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình á, là phải cao, và cao khoảng trên 1m72, cân đối, không có hói. Ôi giờ tôi nghe riết tôi chán luôn. Không, có nghĩa là em định là em không nói cái chữ đó rồi, tại vì em có nghe có mấy lần chúng anh Linh, em định không nói rồi, nhưng mà tự nhiên chúng Linh không mà chúng anh Linh. Cô nào cũng thích không hói, mà tôi thấy cô nào cũng đi với ông nhiều ông hói chứ. Em bị ấn tượng bởi một bạn nam mà thông minh với là tinh tế. Thông minh là hay hói đó. Dạ đâu, em gặp cũng có mấy anh thông minh đó, nhưng mà chỉ là có mấy anh có vợ rồi thôi à. Em trai bên kia sao ngồi im re vậy? Mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm em trai? 80% chị ơi. Vậy là ngon lành rồi. Em không thích bạn trai là hút thuốc, uống rượu. Ôi nhỏ lớn anh chưa hút điếu nào em ơi. Dạ, với lại hay than vãn á chị. Cái mẫu người lý tưởng của em gái thế nào? Nói chung chung thế. Em không có, dạ em chào anh. Em không có ai lý tưởng trong cái hình mẫu tức em. Tức là vậy, thấy yêu là yêu, thương là thương, đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn mẫu hình lý tưởng thế nào? Trước tiên là chắc ít chơi Facebook chút xíu. Có một thời gian đó là công việc ở đây em cũng cảm thấy là cũng không có động lực gì hết. Thì em đi du lịch 8 tháng thì lúc đó em tự ghi là tránh xa thế giới loài người. Có nghĩa là em đi vào trong rừng, trong Úc, ở Úc là 3 tháng rồi em đâu có Facebook thì biết gì. Em không có quan trọng cái việc sống ảo. Không phải, nhưng mà thí dụ em làm việc, em mua bán bất động sản phải lên Facebook em tìm. Dạ không, em là chủ đầu tư mà đâu cần lên mua bán làm gì. Không lên luôn. Người ta tự kiếm em mà. Ê, em là cũng là người Facebook liên tục, nhưng mà ví dụ như em đăng hình căn nhà em lên thôi,
chụp khuôn mặt ra tự sướng, hoặc là chụp dễ thức ăn cái tự nói hôm nay sao mà trời đen quá, hôm nay trời mưa quá vậy đó. Em không sống ảo đúng không? Dạ, dạ. Cứ lên Facebook làm ăn là được đúng không? Dạ. Bạn nghĩ rằng hai bạn này nói chuyện với nhau được đó, bởi vì một người làm đất đai để mua để đầu tư, một bên là tìm người để bán. Ở đây là toàn là hai người cá tính nè, cô gái này cũng rất là cá tính này, cũng khó đây chứ không phải dễ đâu nha em. Dạ. Em đang ở với ai? Dạ, em ở với ba mẹ của em. Nghe là bạn gái làm dâu chung, ở sống chung với ba mẹ mình luôn đúng không? Yeah. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái nữa không? Bạn gái em dạng hiền hiền chút xíu mà nói chuyện vui tính, khi mà buồn buồn á cứ nghĩ cách pha trò lên. Tại vì em cái công việc của em á, sáng nhiều khi 7 giờ sáng là khách hàng đi đặt cọc rồi, mình đang đi mình bận rộn với bạn gái, chỉ cần nhắn tin cho em cái câu là anh ơi hoặc là ông xã ơi, chiều nay mình đi ăn cái gì đó, anh có thích ăn hay không? Là trời, ăn hoài cái bụng bự vậy mà cũng ăn ăn nữa. Nó có tập thể dục, tập gym, tập gì không? Em định sang tháng em đi tập. Trời ơi, sang tháng nữa tập mà còn hẹn sang tháng nữa. Mình hỏi ý kiến người thân chút xíu coi làm sao. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em anh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, em chào anh Thanh. Em là bạn thân với lại Linh. Thật ra bạn em tính nó rất là tự lập, có lẽ là Linh với lại anh Thanh hợp với nhau để làm ăn. Còn trong chuyện tình cảm thì theo tôi nghĩ là lúc nào cũng phải có âm với dương, có nghĩa là một người nhẹ nhàng, một người mạnh mẽ. Còn nếu như mà cả hai người tính quá giống nhau thì chỉ có thể làm bạn được thôi. Cảm ơn em. Thanh đi với ai? Em đi với chị em với lại mấy anh em trong công ty của em. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Em là chị của Thanh. Em gái bên đây rất là dễ thương. Chị cũng là nữ. Chị thấy em như vậy thì thật sự là chị cũng có một phần gọi là khâm phục em. Và cũng rất thích cái tính cách của em. Không phải nói là như bạn em đã nói, tính cách đôi lúc giống nhau nhưng mà chưa chắc là đã không hợp nhau. Đôi lúc cái tính cách khác nhau người ta có thể thăng hoa lên rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chị. Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân rồi, nói chuyện qua cái hàng rào này rồi. Bây giờ các bạn gặp nhau nói chuyện đi. Mở rào. Hai người đủ văn lĩnh để nói chuyện với nhau đấy. Anh tặng em món quà. Dạ em cảm ơn, em tặng anh bức tranh này em tự vẽ. Cái này là trong lúc em đi du lịch đó, thì em thấy có một cái cặp hai vợ chồng già rất là hạnh phúc, thì em mong là em cũng kiếm được người già đến già như vậy. Tự vẽ nha, rất đẹp. Hồi nãy lúc mà em nói là em không thích bạn trai hút thuốc với lại uống rượu bia á, mà bây giờ em nhìn cái bụng của anh em phải hỏi lại là anh có uống rượu bia không? Thì anh nói cho em nghe vậy, cái công việc của anh thì nó bắt buộc phải như vậy rồi. Cái chuyện hút thuốc thì từ nhỏ đến lớn anh không có hút thuốc, rượu thì anh cũng không uống. Mà bia thì em hiểu đôi khi vui vẻ mình uống vậy, nhưng mà nếu mà mình hiểu được là cái người con gái đó không muốn mình nhậu nhiều nữa thì mình cứ giảm dần giảm dần. Mai đi tập gym nha. Anh suy nghĩ sao về một cái tiếp mà con gái cũng không phải thuộc dạng như là thích châu chuốt về vẻ bề ngoài, với lại cái thứ hai nữa là cũng không phải là thuộc thời gian nội trợ. Nghĩa là em có thể nấu ăn được nhưng mà em thích cái người đàn ông nấu ăn xong rồi em rửa chén hơn. Hai người cùng vào bếp thì nó sẽ hay hơn. Chứ là còn hơn là chồng xem tivi rồi chồng đọc báo vợ trong bếp, như vậy thì tội vợ mình lắm. Anh có thích đi du lịch không? Anh hay hùng vốn với lại khách hàng nhiều lắm, số vốn hơi lớn, thị trường mà đóng băng một cái anh cũng giống như là stress lắm. Mà mỗi lần anh stress vậy thì anh thích anh đi du lịch, anh hay lên treo ca đồ này nọ, anh tìm cái tour anh đi. Giữa công việc với lại chuyện tình cảm hôn nhân á thì em chọn cái nào hơn? Em chọn tình cảm hôn nhân anh, bởi vì lòng tham có hạn rồi. Em có thích gặp nhau nhiều lần rồi nhanh nhanh rồi mình không, hay là em thích là quyết định là gặp, sợ gặp nhiều quá nó chán á? Em thích người đàn ông là mạnh mẽ trong xã hội nhưng mà có sự mãnh liệt trong tình yêu nữa. Nếu hay như lạnh lùng quá thì không phải là mô típ của em. Em cũng đang muốn hỏi là anh có nhà riêng chưa? Thì anh có hai căn rồi, một căn ở quận 3, một căn ở quận Tân Bình. Sao nói chuyện nhà cửa hoài vậy, nói chuyện tình yêu vô đi. Tình yêu thì, đi. Em có muốn lấy chồng chưa? Em nghĩ là một năm là được. Nhìn em muốn hỏi anh là cái nơi xa nhất mà anh đã đi du lịch là ở đâu? Trước giờ anh mới tàn trong nước Việt Nam mình thôi. Có đi qua bên Campuchia với Lào rồi. Ok. Giống anh. Anh thấy bạn em nói nếu mà anh với em mà thích hợp để làm bạn, làm ăn, thì em nghĩ sao về câu nói đó của bạn em? Bạn em thì xuất phát từ ý tốt đối với em. Lúc đó em chưa có nhìn anh. Còn bây giờ khi em nhìn anh rồi thì em chỉ nhìn cái bụng của anh. Quên nữa, em có một cái đặc biệt tài của em là biết coi tử vi phong thủy. Vậy em coi cho cổ đi.
Xin mời em, sao coi coi gì? Cách nào anh hả? Coi mặt, coi tướng hay coi tay? Chắc anh coi, chắc phải coi tay em. Em đeo mắt kiến vô vậy hả? Trời đất. Hả? Còn kiến đen hả? Ờ. Thầy bói phải đeo mắt kiến đen. Trời, tay gái trắng quá. Em đứng giùm anh được không? 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Tình duyên đưa tới em ơi. Em quên lời cho em hát lại chị. Sao em lên đây em rung quá vậy? Thôi khỏi hát đi anh, vô luôn đi. Ôi hơi rung quá chị. Trời ơi. Bây giờ chúng ta nói thật những gì chúng ta suy nghĩ về người đối diện. Cái gì thật nhất có thể, không cần hoa mỹ. Nếu như mà em đồng ý thì anh có thể là khả năng nỗ lực của anh là có thể giảm cân được cho nhà bao nhiêu, cho bao nhiêu tháng? Toàn em có thể cùng với anh đi đến phòng gym một buổi, hai buổi thì anh nghĩ sẽ càng nhanh hơn nữa. Ví dụ dạ, xuống 5 em muốn hỏi là số lượng ký và số lượng thời gian, có thời gian bao lâu? À chắc cỡ chừng 6 tháng thôi, 6 ký. Hồi lúc mà em đi du lịch về là em tăng 12 ký. Sau đó thì trong vòng 4 tuần thì em giảm được là 7 ký. Bây giờ 6 tháng 6 ký. Thời gian. Rồi thôi, hết thời gian rồi. Chúng ta đang ngồi vào hai cái ghế hết sức là quan trọng nha. Chúng ta không nên dối lòng mình. Thích thì bấm, không thích thì cũng không sao cả. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời em. Lý do tại sao bạn gái không bấm? Em không có sự rung động chị. À. Cũng không phải là tiếc của em. Thôi, em mình... xin lỗi, có gì mình làm bạn ha. Đâu gì đâu em, mình anh nghĩ là nếu mà em nghĩ vậy là đúng rồi. Tại vì có rung động thì mình mới nên bấm. Nhưng thật ra là chủ yếu là do cái bụng á anh. Có vấn đề gì thì chắc nay tôi không gặp bạn ngồi đây đâu. Dạ. Bạn có nghĩ rằng bạn là đầu bếp thì nữa, sau này vợ của bạn sẽ làm biến, không có nấu, bạn toàn nấu cho vợ ăn không không? Không. Em không thể nào mà làm một ngày 8 tiếng về rồi lại nhảy vô một cái bếp khác được nữa. Có thể là người phụ nữ của em không giỏi nấu ăn, nhưng mà thích nấu ăn. Người em sẽ chỉ cô ấy, hướng dẫn cho ấy, vậy rất là vui. Thôi cũng sao đâu, cổ cũng coi em giật thí nghiệm thôi. Chấp nhận á. Đó là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Quang Khương, năm nay em 25 tuổi. Em là đầu bếp. Quang Khương, đầu bếp, 25 tuổi. Có vấn đề để nói đây. Cũng đẹp mà đó, cũng đẹp mà sao đâu đâu cũng đẹp, có Huyền Linh là không đẹp. Mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ em chào mọi người. Dạ em chào mọi người đẹp trai và đẹp gái. Rồi thêm một người đẹp nữa. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Em 26 tuổi. Em đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho công ty Diageo. Nãy giờ anh Quỳnh Linh với chị Cát Tường đang bàn cái việc là tình yêu đến từ đâu. Anh có nói rằng tình yêu đôi khi đến từ cái dạ dày, những cái món ăn nó sẽ giúp cho tình yêu thăng hoa hơn. Theo bạn nữ như vậy có đúng hay sai? À, dạ đồng ý là cũng phải đến từ cái dạ dày. Có nghĩa là người nữ của mình á, thì cũng phải biết nấu ăn, phải biết tài gia nội trợ. Nhưng mà riêng bản thân em thì em hướng tới cái mẫu hình là người phụ nữ hiện đại. Đặc biệt là về vấn đề gọi là cái lực điện từ giữa mình và bạn trai của mình nữa chị. Có nghĩa là nó phải có một cái sự đồng điệu. Khi mà mình thấy anh ấy mình có cái luồng điện mình chạy rần rần á chị. Bạn nói cụ thể ra luôn đi. Cái anh đó thì ảnh cũng phải biết cách để làm cho mình vui vẻ chẳng hạn đó chị. Hấp dẫn quá. Ý bạn đó nói bạn nghĩ sao? Cô gái này sẽ là một cô gái rất là thú vị nếu mà tìm hiểu. Tại vì hầu như là nãy giờ bạn ấy nói đúng theo quan niệm của em luôn. Em cũng vậy luôn hả? Bạn có thể giới thiệu sơ về mình, về ưu điểm, về nhược điểm. Cái ưu điểm của em là em rất rõ ràng trong mọi thứ, dễ nắm bắt tình cảm, tâm lý của đối phương. Về cái nhược điểm của em thì ngại quá, nhưng mà thôi cũng phải nói thôi. Tại vì cái nhược điểm của em là em rất là sexy khi ở nhà. Em ngủ thì em cứ hay xoay lung tung à. Em đạp đâu được thì em cứ đạp à. Bạn Nam thấy sao bạn? À, ok, đã là... người phụ nữ hiện đại thì phải như vậy thôi. Ok, okay. Khi mà em coi một cái clip hoặc là một cuốn phim mà cảm động á chị, thì em khóc sướt mướt cả ngày á chị. Không ai dỗ em nín được đâu chị. Nói chung là mình cứ buồn cả ngày vậy đó. Rồi em tự làm cho em vui là. Em làm gì cho em vui? Dạ thì chẳng hạn như là em tự đứng hát một mình trong gương vậy đó chị. Hát hay? Hát hay không bằng hay hát hả chị? Rồi em hát thử không? Em đứng lên được không được, chị? Được, khoe, đứng body sexy I love you, you love me, we
were happy family with the red bit heart and the kiss from me to you. Won't you say you love me too? Bạn nói chung là tôi tò mò, tôi mở cửa tôi coi liền á. Em cũng vậy. Bạn làm bếp ở đây lâu chưa? Khoảng được 5 năm. 5 năm rồi. Tại sao đàn ông mà mình thích đi làm bếp là sao bạn? Dạ tại vì không ai nấu cho mình ăn thì mình phải tự nấu cho mình ăn, rồi nếu cuối cùng là nấu cho người khác ăn luôn. Bắt đầu vô mình nghĩ ra một cái món. Xong sau đó cho mọi người ăn, em cứ tưởng tượng giống như con chuột thí nghiệm vậy đó. Cái nó không có chuyện gì xảy ra mà còn cười là hay vui. Thôi được rồi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới nghe một đầu bếp xem người ăn như là thí nghiệm vậy. Nhưng mà rất là may cho em là khen nhiều, còn chưa có ai phải... Đó, có vấn đề gì thì chắc nay tôi không gặp bạn ngồi đây đâu. Dạ. Bạn có nghĩ rằng bạn là đầu bếp thì nữa sau này vợ của bạn sẽ làm biến, không có nấu, bạn toàn nấu cho vợ ăn không không? Không, em không thể nào mà làm một ngày 8 tiếng về rồi lại nhảy vô một cái bếp khác được nữa. Có thể là người phụ nữ của em không giỏi nấu ăn, nhưng mà thích nấu ăn. Người em sẽ chỉ cô ấy, hướng dẫn cho ấy, vậy nó rất là vui. Thôi cũng sao đâu, cổ cũng coi em như vật thí nghiệm thôi. Chấp nhận à. Bà biết nấu ăn không? Dạ em thì nấu ăn thì cũng tạm tạm chị. Dạ bạn trai của em hồi xưa là đầu bếp người Ấn hả chị? Cũng đầu bếp luôn? Dạ đúng. Có gì đầu bếp dữ? Dạ. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu rồi mình không có bạn trai? Gần 2 năm. Gần 2 năm. Dạ. Bây giờ bạn mong muốn người bạn trai của mình là một người như thế nào? Nói chung là chăm lo cho gia đình tốt, không hút thuốc, không cờ bạc. Dạ về ngoại hình thì em thích bạn trai em mũm mĩm xíu chị. Mũm mĩm là sao? Dạ có cái bụng đặng em ôm cho dễ. Thích có cái bụng? Dạ. Không mà thường mấy anh đầu bếp là thường hay bụng bự lắm. Hửi hửi đồ ăn thấy là mập đúng không? Dạ. Bên mệnh chắc là cũng mập á, lát tôi qua tôi coi thử. Dạ với lại cao cũng 1m69 trở lên. Sao không bảy đại đi rồi tự nhiên số 9 là? Dạ số 9 cho đẹp chị. Bạn cao mét nhiêu? Dạ em chỉ cao 1m50 thôi chị. Em cần mẫu bạn trai cao cao vậy để sinh con ra cho nó cũng cao luôn. Bạn ơi bạn hạ xuống đường chút xíu chiều cao mà. Cao nhiêu? Em cao có 65 à. Cũng được à. Không mà bảo đảm chắc con cao á. Nãy giờ mình cảm nhận mà người con gái bên kia có thu hút được bạn không? Dạ trước tiên là cái giọng nói của bạn ấy là thấy rất là dễ thương. Em thấy điện ở đây nó truyền nhẹ nhẹ qua đây. Có rồi đó hả? Dạ, nó hơi nhẹ nhẹ qua tứ. Anh thích người bạn gái như thế nào? Thì cũng tròn tròn, có da có thịt xíu. Nói thẳng qua thì hơi sexy tí. Không quá cao. Em cao quá rồi. Em không thích bạn gái quá cao. Bạn cao lắm rồi. Dạ cao lắm. Trên em dài bạn. Đảm đang một tí. Với lại biết quan tâm người khác. Không thích người bạn gái gì? Vậy như là cái gì cũng sợ trời nắng, trời mưa, rồi sống vô tâm, không lễ phép, đòi hỏi quá nhiều. Bây giờ thử qua bên đây xem, nhưng mà trước khi qua hỏi thì nếu như ta hợp nhau thì khoảng bao lâu mình tiến tới hôn nhân? 3 năm. 3 năm. Bạn có nhà riêng chưa? Dạ, ở chung ba má. Ba má? Với em trai. Có hai anh em thôi đúng không? Dạ. Thôi vậy cũng không sao đúng không? Dạ, em chào Bình Linh. Chào bạn. Bây giờ nghe tiếng nói rồi cũng mong gặp bạn ha. Dạ. Bạn thấy rất là xinh. Dạ, đúng là anh. Một phụ nữ hiện đại. Dạ. Chàng ở đây cũng hiện đại ha. Dạ. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ nhau. Dạ. Anh hy vọng rằng ảnh sẽ làm em sung sướng. Em hy vọng gì đó. Hay da, không biết bên kia có tròn tròn không nha. Dạ. Phải không? Em thích cái bụng mới, chị coi thử. Do. Chị kiểm duyệt giùm em cái bụng. Mà chị cũng không hiểu sao thật, bữa giờ chị làm mai cho nhiều người là đa số là người ta thích đàn ông là không có bụng bự. Em là thích người có bụng là sao? Dạ tại vì tối em ôm cho dễ chị. Tại em thích nhõng nhõng nhẽo, em thích nũng nịu vậy đó. Ngu ngộ ghê vậy đó. Đây chào chị Cát Tường. Wow. Chắc hợp á nha. Cầm nhọn vừa lai, cầm như có động cầm vậy đó. Thích điều gì nhất ở người phụ nữ? Họ là phụ nữ. Ghét điều gì nhất ở người phụ nữ? Là họ không phải là phụ nữ. Cái duyên này nó mập mờ vậy, cái gần vô duyên đó nha. Dạ. Hôm nay bạn đến chương trình với ai? Dạ với lại các bạn thân của em. Em thấy bạn của mình sao? Nói chung là nhiệt huyết nè, vui vẻ, hòa đồng. Là nói chung là bạn là cái trung tâm của mỗi cuộc vui chơi hoặc là họp mặt. Bên đây sao? Dạ em thấy bạn nữ bên đây rất là dễ thương ạ. Dạ biết nói chuyện. Dạ, cũng hợp với bạn của em. Hợp thì thấy quá hợp luôn. Dạ. Mà cặp này là phải cho uống thuốc giảm bớt xuống chút xíu.
Thôi là cả hai chắp cánh bay luôn. Được rồi, em. Được á. Cầm heo nha. Con tròn tròn bị. Ngầu lắm, dễ thương lắm. Kéo màn lên. 2 phút dành cho nhau, cảm nhận về nhau và quyết định. Bắt đầu. Rồi tự xây ghế mà coi luôn. Hai bạn. Ân giời, bạn đây rồi. Bạn trốn ở đâu mà lâu quá vậy? Chuyện hồi mấy năm ấy. Lát hồi nhớ về á. Bạn có thể tặng cho mình một bài hát được không? Để mình luôn luôn mình nhớ mãi về bạn. Đây là mình bất chấp hết đi em. Em mơ suốt đêm thao thức vì em. Vì lời ta từ lúc anh ra về. Cầu mong cho mau trời sáng. Đến giờ mình hẹn hò. Là đời quên hết sầu lo. Cảm ơn bạn nha. Bạn có hay hút thuốc hay uống rượu bia hay cờ bạc gì không? Cờ bạc không. Rượu bia thì bị dị ứng. Còn hút thuốc là nếu mà bạn bấm chuông mà trở thành người yêu của mình thì sẽ không bao giờ thấy mình hút. Vậy là rất là good. Quà đi khoan nó. Quên. Điện hôm qua nó đực tê hết rồi. Quà quỳ xuống cầu hôn luôn coi. Mình có một món quà tặng bạn. Nó có thể là khá là hợp với bạn. Ok, cảm ơn bạn. Bạn có thích đi du lịch không? Thích chứ, mình thích đi phượt. Nhiều khi mình chỉ muốn chở người yêu đi dạo một vòng thành phố hoặc là đi thưởng thức. Thì bạn có từng thưởng thức phố này vào lúc hơi khuya tí? Thưởng thức là thưởng thức không khí hay là thưởng thức không khí và những cái gì mà nó thường xuyên về thưởng thức á. Nhưng mà nói chung á, mình á là thích cái gì nó độc và nó lạ. Có nghĩa là mình cũng thưởng thức nhưng mình thưởng thức cái khác thì càng tốt. Ok, mình đi. Ok. Nói chung về quan điểm tình yêu của bạn là như thế nào? Chung thủy, biết quan tâm nhau lẫn nhau. Ai thì cũng có khuyết điểm. Yêu nhau là phải chấp nhận những khuyết điểm đó rồi thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nói không được thì nói cho đến được thì thôi. Mình có thể ôm bạn một cái không? Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cả. Hết giờ. Dạ. Bình thường những cặp nào mà bấm nút xong rồi ở đây mới cho hôn hoặc là nắm tay mới cho hôn ha. Còn cặp này là Phạm Quy bây giờ không cho bấm nút luôn. Cứ gì mà ai cho hôn. Đâu rồi chị? Tự đếm tự bấm luôn đi. Bạn đếm đi. 1 2 2,5 2,99 Ôi nhường nữa hả? 2,95 Thôi đếm luôn đi bạn. 3 Ta. Nó có một chiều à. 1 2 3 Ôi vậy hả? Cảm ơn. Rồi giờ nắm tay đi. Ok. Dạ không. Ôi đi. Ok. Hồi nãy là chưa cho ôm không? Coi, mình là người phụ nữ hiện đại mà. Người phụ nữ hiện đại không có gì, không có đề gì cả. Thôi bà chủ động trước đi nhá. Đó. Không, mình chủ động nhiều nhiều rồi mình không muốn chủ động nữa đâu. Giang Giang, mặt Giang Giang là mặt sao Giang em? Giang mặt Giang Giang là mặt sao? Điểu điểu. Điểu điểu. Điểu là Giang á hả? Chứ mình thích cái ngoại hình người như thế nào? Ngoại hình thì em không quan trọng, em không thích người quá ốm. Xin rồi em, anh ốm mà sao em? Trời ơi, rồi sao? À, em chào chị. Dạ, em tên là Phạm Văn Công. Năm nay em 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình. Và hiện tại em công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Công tác về làm việc gì bạn? Dạ em làm bên giám sát thi công máy phát điện. Tức là bạn học kỹ sư điện ra đúng không? Dạ em kỹ sư ô tô. Kỹ sư ô tô ra. Dạ. Rồi bạn nữ mình giới thiệu về mình. Em tên là Dương Thị Xuân Điểm. Điểm là điểm trai đúng không bạn? Điểm 10 á anh. À điểm á hả? Dạ. Em quê ở Bảo Lộc, em 25 tuổi và em đang làm KCS, quản lý chất lượng trong công ty thời trang. Coi như hai bạn này có thể chung một cái nghề gọi là nghề giám sát kiểm tra chất lượng đó, đầu ra đó, ha, rất là quan trọng. Nếu theo quan điểm của tôi là hai bạn hơi khó tính. Phải khó chứ người ta mới nghe. Trời đất ơi. Mình có biết nguyên nhân tại sao mà mình không có bạn trai không? Chắc do thời gian làm việc của em quá nhiều và em kén chọn. Kén chọn là kén sao? Xưa giờ em cứ nghĩ là đi học thì em không quen ai. Tới khi đi làm á thì em chỉ nghĩ là quen một anh trong công ty hoặc là gì đó. Nhưng mà sự thật thì khi vô công ty á thì có vợ, có người yêu hết trơn.
mà sao có tư tưởng là cứ tán tỉnh em, mà em thì sợ bị đánh ghen với tạt axit như trong phim á, thôi bỏ chạy trước khi bị hành xử. Vậy là đâu có gì đâu kén, kén là mình phải đặt ra cái tiêu chuẩn gì đó, nó phải vậy vậy mới tiếp cận được mình, cái đó mới gọi là kén. Tiêu chuẩn của em thì dễ lắm, chín chắn, đàng hoàng, hiền, không sống thử trước hôn nhân, không ba láp ba xàm. Ba láp ba xàm là sao? Là tào lao á chị, cứ giỡn kiểu quá độ mà giỡn vô duyên quá là em không thích. Ủa bạn trai bên kia có tào lao ba láp ba xàm không bạn? Dạ không chị, em vui tính thôi. Vui tính nhiều quá khi lố quá thành ba láp ba xàm. Đúng rồi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 4 mối tình. Và dữ vậy hả? Em là người bị cắm cái sừng. Rồi mối tình gần đây nhất là mấy năm? Mối tình gần đây nhất là gần 1 năm. Rồi tại sao cậu bỏ em đi đấy? Tại vì là lúc đấy em đang còn đi học và cái điều kiện em chưa có đủ để mà cô ấy mà gọi là nơi tựa vào. Thì cô ấy chọn một cái người là điểm tựa của cô ấy. Cái đó cũng là không trách người ta được. Cái lỗi cũng do mình, bởi mình cũng chưa đủ sức để đảm bảo cái cuộc sống cho người ta. Dạ. Đúng là mình phải tự trách mình nhiều hơn. Tại sao mình cố gắng đi nỗ lực hơn nữa để mình lo du toàn cho người ta. Dạ. Bạn nghĩ mình có ưu điểm gì không? Dạ, ưu điểm của em thì hay hát và nấu ăn cũng khá là ngon. Hay là chia sẻ công việc nhà cửa thì cái đó là em rất là ok. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là hơi nóng tính chị. Chỉ có nói to tiếng xong rồi lại mình đi ra ngoài thôi. Nóng tính cũng không phải là một cái điều tốt. Mọi người lý tưởng của điểm là như thế nào? Mọi người lý tưởng của em là giống ba em, hiền lành. Hiền lành. Chân thật, yêu thương vợ con. Điều gì em không thích ở người đàn ông? Em không thích một người đàn ông là dê sồn. Em nhiều người dê lắm, sao nãy giờ thấy nhấn mạnh, nhấn tới, nhấn lui. Mẹ em kêu á, mập quá đi ra đường là có mặc quần đùi. Trai nó mê, nó dê. Em không biết, nhưng mà đa số là gặp những anh chàng thường cái mặt gian gian thì mình không thích hết. Mặt dê đó là sao em? Mặt gian gian. Mặt gian gian là mặt sao em? Mặt gian gian là mặt sao? Điểu điểu. Điểu điểu. Điểu là gian á hả? Chứ mình thích cái ngoại hình người như thế nào? Ngoại hình thì em không quan trọng, em không thích người quá ốm. Chịt rồi em, anh ốm là sao em? Trời ơi, rồi xong. Em chào chị. Số 10 nữa rồi. Số 10 rồi chị ạ. Quay mặt tôi nhìn coi có gian hay không? Nhìn gian không chị? Chắc cũng có gian quá à. Nhanh dụng vậy. Chút chút. Chút chút. Mà bản thân mình thấy mình có gian gì không? Dạ em không có gian chị. Có dê không? À, tất nhiên mình có dê chị. Có sồm không? Không có sồm chị. Có ba xàm ba láp không? Dạ không chị. Em thích điểm gì nhất ở người phụ nữ? Dạ em thích người phụ nữ quan tâm gia đình. Mình đã chuẩn bị gì để kết hôn chưa? Tìm hiểu, nếu mà được thì cuối năm. Cái cặp đôi ngoại hình này sao bất ổn quá nha ta. Đâu sao, quan trọng gì đâu. Không phải, tại nãy thất bại cặp kia rồi nên cặp này hơi lo. Hồi nãy em giới thiệu em nói em ưu điểm em hát hay đúng không? Rồi bây giờ mình lấy cái giọng hát mình bù lại ngoại hình coi. Em hát một bài mà 4 khúc được không chị? Là sao? Một khúc đặc trưng của miền Bắc, một khúc đặc trưng miền Nam. Trời ơi. Một khúc đặc trưng của miền Trung và một khúc để tặng mình gái bên kia. Rồi. 3 khúc. 3 quan ni một chiếc là chiếc thuyền an. Có về là về với hội, có cái duyên có. A du ơi ơi mây dấu tình rằng. Đó là khúc của miền Bắc, khúc miền Trung. Khỏi giới thiệu cứ hát 4 khúc đi. Tôi nhớ đến em. Tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng. Rơi rơi sân trường phường hồng mơ ước. Dáng em đi về hòa tan trong Huế. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bang đổ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Tặng bạn gái. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Em cảm nhận như thế nào về giọng hát của bạn trai điểm? Cho mấy điểm? 10 điểm. 10 điểm. Em ơi, trong 4 khúc em thích khúc nào em? Em thích khúc cuối. Khúc cuối à? Rồi, 4 phút giờ được ổn rồi ha. Được, dạ. Được. Hy vọng giọng hát của em lấy điểm lại ha. À, mình đi hôm nay có người thân đi theo không em? Dạ, em đi với anh chị và em trai ạ.
À chị ruột á hả? Dạ chị ruột. Rồi sao chị nhon vậy? Chào chị. À, dạ chào chị. Chị thấy em trai ở bển sao? Dạ thấy cũng được. Thế ngoại hình thấy sao? Dạ cũng ổn, ốm thì mình nuôi cho mập đâu có sao đâu chị. Đó, chị dễ tánh hơn thấy không? Em trai thấy được không? Dạ thấy cũng đẹp trai. Bạn trai có đi với ai không? Dạ em đi với anh trai của em. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Anh trai đẹp trai dễ sợ không? Thấy tình hình em gái tương lai mình được không anh? Dạ cũng dễ thương anh, trắng trẻo đây, đại đàn. Nói chuyện cũng có duyên. Có duyên nhưng mà về ngoại hình sao? Dạ thấy tốt. Tốt? Tốt cái gì? Dạ thấy khỏe mạnh. Thế là cũng được rồi. Tình cảm của hai em thì các em tìm hiểu. Anh thì cũng là luôn luôn là đồng tình ủng hộ thôi. Anh trai ủng hộ rồi, bên đây chị gái ủng hộ rồi. À, Linh ủng hộ không? Anh hả? Chào anh Linh. Dễ thương mà. Không, thế này được rồi, đừng xuống nữa. Anh thấy về ổn rồi đó. Mập mập mấp mép miệng. Ú ú luồn luồn. Không hót ghê nhưng rất là dễ thương. Quá dễ thương. Qua dặn nha, dặn kỹ nha. Để dặn kỹ nha. Dặn kỹ thì rút kinh nghiệm nha, đừng đi theo vết xe đổ. Có cái vụ kia là mập mập mấp mép, mũm mĩm, mệt mỏi, bỏ từ mệt mỏi ra. Ha. Mà thêm vô cái từ khác là mê mệt. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ha. Mê mệt. Mập mập mấp mép, mũm mĩm, mê mệt. Dạ. Ha. Rồi, bây giờ sẽ cho hai bạn 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn nha. Dạ. Quay mặt qua luôn. Tặng em món quà đầu tiên. Em thấy anh thế nào? Dạ thấy anh cũng ôm quá. Ôm quá. Em sàn cho anh chút nữa được nhỉ? Anh thấy em như thế nào? Dễ thương, trắng trẻo. Em gì đó. Em hay về nhà không? Không về nhà đi đâu. Hỏi cái gì mà. Em có hay về quê không ạ? Dạ là có. Khi nào được nghỉ trên 2 ngày thì em sẽ về ạ. Bây giờ hai bên đều là kiểm tra chất lượng. Các bạn kiểm tra nhau coi thử coi mỗi người được bao nhiêu phần trăm. Dạ em chấm được 80 điểm. Em chấm anh mấy mươi điểm nếu mà kiểm tra hàng hóa trước khi xuất đó. À hàng này chưa xuất được, chưa đủ ký. Chưa đủ ký xuất không nổi. Nuôi mà cho ăn hoài mà sao nó không phát triển. Chưa em đủ có ký. Cách nào mà để cho nó mập lên không em? Về chị em nuôi cho. Sao chị em nuôi? Chị nuôi là sao? Tại vì em mà ra ngoài sống thì em sẽ ốm, mà em ở với chị em sẽ mập. Em nên ra ngoài thời gian. Đi vậy em xuất ký thì sao? Xuất ký, nó xuất ký càng tốt mà. Nhưng mà đừng có sợ anh không có dê sồm. Bạn kiểm tra mặt da không? Nãy chị thấy hơi gian đó, giờ em dòm em thấy sao? Thấy có gian đúng không? Không gian. Trời ơi, mặt gian gì mà nó không gian. Giờ nói một câu gì tỏ tình với nhau cho nó ngọt ngào xíu đi rồi mình quyết định bấm nút hay không nè. Mà cái chuyện múp míp thì được không? Dạ được anh, em thích con gái múp míp mà. Quá được luôn chứ, khó tìm lắm nha em, anh thiệt luôn á. Dạ, em làm bạn gái anh nha. Tự nhiên là bạn gái nha, lẽ người ta nói ừ, dễ gì ừ, dễ vậy. Phải nói cái gì nó tình cảm vô, nói chuyện khác đi. À, anh luôn mong muốn là cùng với em đi suốt cuộc đời này. Nói vậy mình còn nghe có được chứ. Hết giờ, đây. Suy nghĩ cho kỹ, đây cái nút. Đây, đây. Nút đôi Linh. Quyết định thật kỹ xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Cho nhau một cơ hội hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ủa sao bạn gái bấm chậm vậy? Bấm có bấm mà bấm nhẹ chứ phải bấm chậm, bấm mà nhẹ. Nút bị gì á? Bị gì đâu, tướng nó bự vậy mà bấm nghe hiều à. Phát hiện ra là bạn trai bối rối có nghĩa là không, em không bị rối lắm đâu. Nắm tay nhau cái coi. Loạn luôn hả? Cho nắm tay không em? Nắm đi, người ta đánh nó chạy không kịp á. Em kìa mạnh khỏe lắm nha. Gây lộn thổi cái bay luôn á. Ủa anh lên chọc em kìa. Nói em không đúng giờ anh lại nói vậy. Là sao làm luật sư mà nãy giờ cãi lại vậy? Ủa nãy giờ em cãi không chứ đâu có cãi gì đâu. À, sao mình làm về luật mà nãy giờ mình không chịu cãi. Cãi cho nó lại người ta, cho nó hợp tình, hợp lý rồi nè. Cãi thì mình thắng thì mình cũng không có được gì, cho nên là mình nói chuyện bình thường thôi. Hay quá.
Cãi không lợi em đâu. Em đi cãi luật, anh cãi luật rừng sao lời. Thì ra nãy giờ là ghẹo em chơi thôi. Để coi dạ. Coi em có cái phản xạ của cái người luật. Tại vì chị chưa thấy ai làm luật mà ngồi trên đây hết á. Tại vì chị mới làm chương trình này thôi nên chị chưa có tiếp xúc với ai là luật sư mà ngồi trên đây hết. Cho nên là chị cũng muốn coi luật sư cãi lại chị không. Có anh luật sư này nè. Chị cãi lại anh cũng được. Em chúc chị cãi riêng. Kìa có yêu dạ. Đơn phương mà cái chụp mối không? Có bầu chưa? Dạ, chương trình cắt luôn này dùng. Hôm nay mình qua kia mình hỏi bên đây bao nhiêu mối tình rồi? Dạ. Nãy chị nghe bên kia 10 mối đơn phương chị hết hồn chị phải bay qua liền á. Dạ, đến hiện tại thì em chưa có mối tình nào chính thức hết ạ. Trời ơi, chưa chính thức mối nào không? Dạ. Vậy có mối nào đơn phương không? Dạ, không ạ. Vậy chứ cái mối nào mà không chính thức? Ừ, thì là mình tìm hiểu nhưng mà không được thì mình sẽ không đến tiến tới một cái mối quan hệ chính thức. À, dạ. Không hợp là thôi luôn ha. Dạ, đúng rồi. Rất rõ ràng. Vậy bây giờ em hãy cho chị biết là cái tiêu chí để chọn cái người bạn trai của em là gì? Dạ, tiêu chí chọn bạn trai của em thì về ngoại hình thì em muốn anh ấy cao hơn em một tí. Cười duyên một xíu. Để chờ chị xíu, em cười cho chị nghe coi chút. Cười có duyên lắm, dễ thương lắm. Thì, về tính cách thì em thích một bạn nam là thật thà. Quá dạ, thật. Dạ, em ở huyện Phù Mỹ ạ. Phù Mỹ hả? Dạ. Rồi, mình vào đây mình ở với ai? Dạ, em vào đây một mình, em ở với bạn thời đại học. À, ở trọ ha? Dạ. Rồi, Đồng Nai thì về thành phố Thủ Đức cũng không xa. Dạ. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ. Ưu điểm của mình là gì mà nhà trai? Dạ. Đang hồi hộp quá hả? Nói khuyết điểm trước đi. À, khuyết điểm rồi. Dạ, khuyết điểm của em là ít nói chuyện với người lạ. Với lại là... Ưu điểm là biết nói chuyện với người lạ hả? Là ít nói chuyện với người lạ. Ủa, ưu điểm là ít nói chuyện người lạ? Khuyết điểm. Khuyết điểm. À, khuyết điểm. Khuyết điểm là ít nói chuyện với người lạ. Còn ưu điểm đó là hát khá hay. Là học rất giỏi, được nhiều học bổng và giấy khen của trường đại học. Ồ, giỏi quá. Hát khá hay là thấy vui rồi đó. Dạ. Mình hát liền cái cho nó không khí nó đỡ gọi là hồi hộp. Dạ. Lớn lên. Em sẽ hát bài Cầu Vồng Tình Yêu ạ. Mùa đông sang giá buốt nhưng cơn mưa vẫn tuôn cầm lên bàn tay. Có nợ đó. Cho nợ chút đỡ hồi hộp hát cho nó hay hơn nha. Dạ. Mời nhà gái. Mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình em. Dạ, về ưu điểm thì em là một người khá là hòa đồng, thân thiện, có trách nhiệm trong cuộc sống lẫn công việc. Ngoài ra thì em còn biết nấu ăn và nấu khá là ngon. Các món mà đối với em thì nấu ngon là như là món lẩu, nấu bún, phở. Còn cơm thì em cũng nấu bình thường thôi. Dạ. Về khuyết điểm thì em là một người khá rụt rè trước đám đông. Ngoài ra thì em còn rùng quá không nhớ hết hả? Dạ. Bên kia cũng hồi hộp, bên đây cũng hồi hộp nữa ha. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi anh trai? Dạ, em trước giờ chỉ có yêu đơn phương thôi. Nhưng mà yêu đơn phương thì khoảng 10 mối tình. Hả? Yêu đơn phương khoảng 10 người trở lên. Là... Yêu đơn phương cỡ 10 người trở lên luôn. Dạ. Là 10 mối đó. Dạ. Chào em. Dạ, chào chị. Em yêu đơn phương nhưng mà em yêu tới 10 người lận. Dạ. Người ta xinh với tốt của em là em thích. Là em yêu liền. Mà sao không nói gì người ta? Là... Trong 10 người đó không người nào em có thể nói được hay sao? Dạ, mấy mối tình gần đây thì em cũng có tỏ tình với người ta. Nhưng mà mối tình gần đây nhất thì người ta im lặng không nói. Với mối tình trước thì người ta nói là không hợp. Mình tỏ tình ta, cái người ta nói liền là không hợp luôn. Vậy hả? Em chắc đạt kỷ lục yêu đơn phương. Đúng rồi đó, ta đơn phương một người thôi. Làm đơn phương nguyên một series 10 người luôn. Rồi thí dụ mà bây giờ mình đơn phương người thứ nhất, cái qua tới đơn phương người thứ hai thì người thứ nhất là mình còn đơn phương không? Thì
có thể còn. Là bây giờ 10 người đó là em đơn hiện tại là không, hiện tại là hết luôn. Hiện tại là hết luôn rồi đúng không? Dạ. Có cái thời điểm nào mà em đơn phương một lúc 10 người đó luôn không? Không, cùng lúc thì cùng lúc là mấy người, cùng lúc người thôi. Hả? Cùng lúc là đơn yêu phương. Đơn phương cùng lúc hai người. Người ta gọi là ngoại tình đơn phương. Không, người kia có tình cảm với mình thì mình với gọi là có trách nhiệm, hoặc là mình cảm thấy đối phương là mình mới cũng là mình cũng không? Có hy vọng nhất định thì mình mới còn đôi khi yêu đơn phương cũng cần sự chung thủy. Nhiều khi người ta thấy em đơn phương nhiều quá người ta không thích. Đôi khi ta bắt gọi là bắt gặp là cái sự đơn phương nó nhiều người quá. Giờ bây giờ ví dụ như lỡ một trong 10 người đó mà người ta suy nghĩ lại, người ta quay lại, người ta gật đầu với em rồi sao? Không đồng ý. Em không đồng ý. Giờ là mình chẳng lên rồi đúng không? Đúng rồi, người ta không đồng ý mình trước thì mình không đồng ý người ta sau. Thì yêu đơn phương kiểu là thích thôi, người ta kiểu vậy hả? Dạ. Mà hỏi thiệt là giờ là không có còn thương người ta còn nữa đúng không? Dạ. Còn đơn ai không? Còn đơn phương ai không? Không còn đúng không? Thiệt không? Thiệt. Phải chắc chắn nha, lên chương trình này là phải nói thiệt đó. Dạ. Chứ để rồi tôi gả bên kia qua xong rồi cái một trong 10 người kia kêu bây giờ anh ơi giờ em thương anh rồi cái là tôi chết luôn á. Thật ra con này quá thật tình luôn. Yêu đơn phương có ai đâu biết mà cũng khai đâu yêu đơn phương 10 người. 10 người. Nó tại tính quá trời đất thật thà. Thật thà đó. Dạ. Đúng rồi, có đâu thật thà đó. Rồi yêu đơn phương yêu lúc hai người. Yêu đơn phương cũng có chuyện bắt cá hai tay nữa. Ủa anh Quyền Linh chọc em kia. Hả? Nói em không đúng giờ anh lại nói vậy. Hả? Là sao anh... làm luật sư mà nãy giờ cãi không lại vậy? Ủa nãy giờ em cãi không chứ đâu có cãi gì đâu. Hả? À, sao mình làm về luật mà nãy giờ mình không chịu cãi. Cãi cho nó lại người ta, cho nó hợp tình, hợp lý người ta. Cãi thì mình thắng thì mình cũng không có được gì, cho nên là mình nói chuyện bình thường thôi. Hay quá. Cãi không lợi anh đâu. Anh cãi luật rừng sao lời. Thì ra nãy giờ là ghẹo em chơi thôi. Để coi dạ. Coi em có cái phản xạ của cái người luật. Tại vì chị chưa thấy ai làm luật mà ngồi trên đây hết á. Đúng, tại vì dạ. Chị mới làm chương trình này thôi nên chị chưa có tiếp xúc với ai là luật sư mà ngồi trên đây hết, cho nên là chị cũng muốn coi luật sư cãi lại chị không. Có anh luật sư này nè. Chị cãi lại anh cũng được. Em chúc chị cãi riêng. Kìa có yêu dạ. Đơn phương cái chục mối không? Có bồ chưa? Dạ. Có bồ chưa? Tính dài hai và một vợ. Dạ chương trình cắt con này dừng. Bây giờ mình qua bên kia mình hỏi bên đây bao nhiêu mối tình rồi? Dạ. Nãy chị nghe bên kia 10 mối đơn phương chị hết hồn chị phải bay qua liền á. Dạ đến hiện tại thì em chưa có mối tình nào chính thức hết ạ. Trời ơi, chưa mình chính thức mối nào. Dạ. Vậy có mối nào đơn phương không? Dạ không ạ. Vậy chứ cái mối nào mà không chính thức? Thì là mình tìm hiểu nhưng mà không được thì mình sẽ không đến tiến tới một cái mối quan hệ chính thức. À, dạ. Không hợp là thôi luôn dạ, ha. Đúng rồi. Rất rõ ràng. Vậy bây giờ em hãy cho chị biết là cái tiêu chí để chọn cái người bạn trai của em là gì? Dạ, tiêu chí chọn bạn trai của em thì về ngoại hình thì em muốn anh ấy cao hơn em một tí. Cười duyên một xíu. Dạ, chờ chị xíu. Em dạ. Cười cái chị nghe con cưng. Dạ. Cười có duyên lắm, dễ dạ. Thương lắm. Thì, về tính cách thì em thích một bạn nam là thật thà. Quá thật. Thật thà, ta làm luật mà. Có sao dạ. Ta nói vậy? Ta... biết có tính cầu tiến trong công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra thì luôn quá hả? Dạ. Gì nữa, từ từ bình tĩnh nói cho chị Lan nghe chứ để lỡ con cái tiêu chí nào đó mà mình chưa kịp nói mất công nữa. Dạ. Em không thích cái kiểu người như thế nào? Em không thích thì là mẫu bạn nam là gia trưởng, bạo lực và không chung thủy. Trời ơi, cái ông nói chắc sợ lắm ta. Tưởng tượng ông nào cũng bạo lực. Gia trưởng mà còn không chung thủy. Bên đây thì đơn phương là không chung thủy rồi đó. Nghe tôi nổi dây ốc luôn, đừng nói chi mà. Xui lắm mới gặp ông đó đó. Bên đây thì mỗi lần mà mâu thuẫn là không có bạo lực đâu. Mà là nói. Nói. À,
lấy luật ra, lấy luật ra để nói. Em cũng có luật của em nữa. Đó. Nghe chưa? Dạ. Đó mới mệt đó. Đó. Có những luật đó mới mệt đó nha. Luật cái luật riêng đó. À, bên đây hơi bị đàng hoàng luôn. Đơn phương mà tới 10 người là coi như là cũng gồng lắm rồi đó. Một cái trường hợp đặc biệt mà tôi sẽ nhớ mãi, để ý trường hợp này. Cái ta. À, người ta yêu cầu vậy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? Em thấy chưa có cái tiêu chí nào mà em không đáp ứng. Trời ơi. Thấy chưa? Ta tự tin nói như vậy đi. Mình nói tiêu chí chọn bạn gái như thế nào? Dạ. Tiêu chí chọn bạn gái của em thì thứ nhất là xinh. Thì xinh thì ngoại hình thì... Xinh thì cô gái nào cũng xinh hết trơn á. Xinh theo từng gu của từng người thôi. Dạ, ấy là gu của em á thì thường gu sao? Thì mặt thì có thể là V line hoặc là đầy đặn. Mặt V line. Vừa V line mà vừa đầy đặn là sao? V line hoặc đầy đặn á. Hả? V line là kiểu chữ V á. Dạ. Hoặc là cầm đầy đặn là mặt V. Chữ O. Mặt vậy hả? Mặt chữ V là mặt dày còn đầy đặn là chữ O là mặt này. Là oval á. Mặt chữ U á hả? Oval nè. Tròn tròn, oval. Oval. À, mặt như vậy phải gu không? Chưa biết. Trời ơi, tôi hỏi gì cho tôi mặt nhục vậy trời. Mặt này mặt. Tức ghê, mặt này mặt tròn. Mặt này mặt chứ, chứ ô. Nhục quá, cắt chỗ này nữa đi. Vậy đó hả? Rồi còn cái gì nữa không? Chiều cao thì từ 1m53 trở lên. Dư. Dư. Rồi thân hình cân đối. Ừ. Cân được. Cân đối hả? Dạ. Cân nặng được không? Cân nặng thì vừa phải. Vừa phải. Rồi mặt thì ít mụn, rỗ. Mụn có thuốc trị mụn cũng sao hết trơn, ta yêu nhiều người ta vậy thì ta phải nổi mụn không ơi. Đủ mấy người ta mới về thì ta phải có mụn nhiều nữa, nó hết mụn chứ. Mấy người mà già đời như vậy là không có mụn. Tiêu chí đưa mụn vô chi. Bỏ cái mụn qua bên đi, mụn nó sẽ có rồi nó sẽ hết. Không? Tiêu chí kiếm vợ mà không có mụn nữa. Đời nào có ai mà cả cuộc đời không lo mụn. Bữa nào nó bị gọi dị ứng nó nổi, tao nó tờ lưa luôn kìa. Không thích à? Bỏ nổi mụn đi. Giống con tôi quá, con tôi mà ai mà có mụn. Nó đang, xin lỗi kể chuyện riêng với bạn gái. Nó thích cái bạn đó lắm, mà bạn gái nó tự nhiên ngày hôm đó bị mũi chích hay gì là nó nói bạn đó có mụn là nó hết thích luôn. Sao? Trời ơi trời. Có mụn, nặng mụn. Đè nặng mụn cũng xuống lắm á em. Tiêu chí mụn vô nó nhỏ nhặt quá. Dạ. Nha. Da trắng. Ờ, trắng, rồi được. Trắng. Gì nữa? Trắng á. Với lại là nếu mà có răng khểnh thì em nghĩ sẽ khá là đáng yêu. Bên đó là có răng niềng. Răng niềng. Ừ. Chứ không có răng khểnh. Là vẫn đang niềng răng. Ừ. Khẩn đều được không? Gần này dày lắm. Khẩn một cái thôi. Một cái thôi hả? Dạ. Có mấy người khẩn đều cũng đẹp. Chứ bạn này là chị thấy là rất là chăm chút về răng miệng. Cho nên là niềng răng để cho răng đẹp hơn á. Còn tiêu chí gì khó nữa không? À, về tính cách thì em cũng mong muốn bạn dễ gần, dễ tán. Hả? Gì? Dễ tán. Tức là dễ chấp nhận mình hơn. Kiểu dễ cua đó. Dễ cua. À. À. Dễ cua thì ví dụ như để là đỡ đơn phương hả? Là đúng rồi, chứ em đơn phương nữa thì mệt nữa, tới mới mỗi 11 là mệt à. Là ra sân luôn. Ừ. Hả? Còn gì nữa không? Bạn thì nếu mà bạn gặp mình, gặp em mà cười thì em sẽ có ấn tượng mà rất là thích. Không lẽ giờ gặp không? Dạ. Không lẽ gặp ta buồn. Không lẽ giờ ta mở rào ra ta khóc. Yên tâm sẽ cười. Chắc chắn cười. Mấy cái chi tiết nó nhỏ bỏ qua bên đi. Cười dữ lắm. Ừ, cười tươi luôn. Tại vì ta niền răng ta ít cười thôi. Dạ. Có niền răng, tháo niền răng cái đẹp tuyệt vời. Ừ. Dạ. Với là quan tâm em. Để em có quan tâm ta không mà rồi người ta quan tâm em. Đương nhiên là phải quan tâm rồi. Ừ. Dạ. Với lại là nếu mà không có việc bận á thì
trả lời tin nhắn, có thể trả lời tin nhắn nhanh một xíu. À thì đúng rồi, tao mới bận ơi. Gì hết thì nhắn tin tao trả lời liền. Thôi đi chú luật sư ơi, giờ tôi mới biết sao chú đơn phương 10 mối rồi đó. Chú dài quá. Dạ. Ta tiêu chí gì gọn gọn là thôi. Rồi gọn gọn lại là xin mới về tán á. Trời ơi, về tán được rồi. Dạ con chào chú Huyền Linh. Vậy thôi nha. Dạ. Xin có xin. Dễ tán tức là mình có khó trong tình yêu không? Dạ cũng hơi khó chứ. Hơi khó đúng không? Dạ. Dạ. Cũng hơi khó tán ạ. Mình hãy dùng kỹ năng của mình nha em. Một chút nữa mình mở rào ra. Thời mình khó. Dùng cái kỹ năng ăn nói một cách chuẩn xác của mình để mà mình cua người ta nghe không? Dạ. Nghi vụ này chắc mối 11 quá. Chúng nó chỉ có cãi thôi. Cãi thôi rồi. Nói gì mà bên kia không chịu là em cãi. Dạ, em cãi với bạn. Bạn hả? Em tưởng tượng là em cãi để em lấy tiền vậy. Có ý kiến nào? Anh ngại tán em gì? Xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn nam phía bên này ạ. Thấy cũng ok. Về ngoại hình thì cũng ok ạ. Về tiêu chí thì có thể bớt rườm rà lại một xíu. Dài dòng quá. Bạn em thì rất là khá là hiền. Nếu mà kiểu tâm lý một tí xíu thì sẽ dễ tán. Còn không thôi thì hơi khó. Mong anh thành công. Gì của sai ra thông gì ngại tán em. Thằng khác tán em bởi vì ngại thằng khác tán em tại vì ngại tán anh. Không có gì ngại tán hết trơn á, đừng có lo lắng điều đó nha. Thằng luật sư, quan trọng là mình hợp nhau là mình dễ tán lắm. Nói với bạn gái đúng rồi đó. Ha. Em thấy bạn này sao? Về ngoại hình thì ok, tính cách thì em chưa biết. Vậy em thấy thật thà. Đọc nó bây giờ cho vui, có duyên lắm. Bớt rườm rà lại là ok. Bớt gì? Bớt rườm rà. Rườm rà. Gọn gọn lại tí. Ta luật sư ta nói cái nào nó cũng phải đi tới nơi tới chốn. Nó là cái bệnh nghề nghiệp. Này em chưa thấy tới nơi tới chốn luôn. Dạ. Thế là tiêu chí nó như một cái biểu đồ vậy ha. Biểu đồ hình cây á. Ít tiêu chí thì có 2 thôi, còn nhiều thì mình triển khai ra. Ví dụ được 1-2 cái thì cũng ok. Dạ, ok. Em đưa ra nhiều tiêu chí để mà chương trình chọn lựa người bạn cho dễ, chọn lựa người bạn phù hợp với không em. Chị thích, chị không biết ai làm sao chứ chị rất là thích. Chi tiết rõ ràng vậy là chị thích. Rồi em đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp của em là anh Hồng. Một vợ 2 con nữa ha. Chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ và các khán giả trường quay. Mình là Nguyễn Tấn Hồng, đồng nghiệp với bạn Hiếu được khoảng tầm 4 năm rồi. Thì coi như cũng vào công ty thì quen với Hiếu từ lúc đó đến giờ luôn. Thì thực ra là mình thấy là cái tiêu chí của bạn nữ thì Hiếu là đáp ứng được cũng gần như là đủ. Cũng là một người trầm tính, cũng là một người phù hợp với công việc nghiên cứu và tư vấn. Tiêu chí thì bạn ấy chắc là trong chương trình này hồi hộp quá thôi chứ. Mình thật ra thấy Hiếu cũng rất là hiền, trung thực và cũng là một người có chí cầu tiến trong công việc. Và mình thấy là quan hệ của mình đi tư vấn thì mình thấy nghề nghiệp của hai bạn là rất phù hợp với nhau. Một bên là nhân sự hành chính, một bên là luật sư thì cũng rất là hợp. Cái thứ hai nữa là cái khoảng cách hai người đều ở cùng thành phố Thủ Đức và đó cũng là một cái lợi thế. Còn về mặt ngoại hình thì mình thấy cả hai đều rất là được. Anh Quyền Linh có thấy vậy không? Đúng. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Chúc hai bạn thành công. Thành tính nhân sự ta soi lắm đó nha. Không phải giỡn đâu nha. Tôi soi ít chứ hành tính nhân sự soi gì lắm á. Thôi, cho hai bạn gặp mặt đi. Được nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu vuốt tóc lại coi nào. Em có món quà muốn tặng anh ạ. Dạ. Nhân lần đầu gặp mặt anh cũng có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Chị thấy ở đây còn một cái thiệp nữa nè. Dạ. Còn một cái thiệp.
Cái này là cũng là một bài hát. Dạ. Anh có muốn em hát cho anh nghe luôn không ạ? Thì em cũng hơi run nên hát thì không có được hay như anh. Có gì anh nghe xong. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tô cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc studio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nó. Người đứng đó hát lại. Dạ. Bà, tới bạn Hiếu hát. Nãy bạn Hiếu rồi làm hồi hộp có hát quên đó. Dạ. Giờ hát quy tặng cho bạn gái thôi nè. Dạ. Mùa đông sang giá buốt, những cơn mưa vẫn tuôn. Cầm bàn tay hôn lên đôi bờ môi, nhẹ nhàng xua tan giá lạnh. Mang trong tim tình yêu anh sẽ trao em ơi người ơi. Baby I want say I love you. Dành cho em tất cả những điều thật lớn lao. Ngọt ngào xin em hãy bình yên và hạnh phúc khi có anh. Dẫu biết đường đời nhiều gian khó, nắm tay ta chung nhịp bước đi. Dù ngày mai ra sao, mãi yêu mình em. Người ơi xin chớ u sầu, tình chúng ta sẽ không phai màu. Hãy để anh luôn là người đem đến em bao nụ cười. Vì khi em vui là lúc anh cũng không buồn đâu. Em là cuộc đời, là cả thế giới của anh. Và sâu trong trái tim này, ngàn tiếng yêu vẫn luôn dâng đầy. Dành chào cho em ơi người, dẫu cho thế gian đổi rời. Just only for you, and I miss you baby. Sẽ yêu mãi mình em mà thôi. Rồi, hai đứa về chỗ ngồi đi. Mình trò chuyện với nhau nào. Quay mặt về nhau. Em chào anh Hiếu ạ. Dạ. Em sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ em sinh năm 97 ạ. Còn 7 dạ. Em đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Thủ Đức. Là hồi nãy lúc nãy em có nghe nói là anh làm ở phường Bình Chiểu đúng không ạ? Phường Hiệp Bình Phước. Hiệp Bình Phước. Em làm phường nào? Em làm ở phường Bình Chiểu, nhưng mà em sống ở phường Hiệp Bình Phước. Không biết lý có tiện nói cái địa chỉ, cái đường này. À, lát nữa thì em sẽ cho anh địa chỉ luôn. Cái bài hát này là bài gì đấy? Dạ, bài này là bài Cầu Hôn của Văn Mai Hương ạ. Cầu Hôn của Văn Mai Hương. Dạ. Một đám cưới là hát bài đó. Mốt là mình tính đi, mốt đám cưới là mình hát cầu hôn, hát cô dâu, hát chú rể, bài nào. Nhưng mà cái này là bài hát của Nam hát đúng không? Ui, vô đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện bài hát. Vô, tình yêu dùm tôi gái đi. Bây giờ hẹn hò sao nè, còn gặp cái lần. Rồi phân tích bài hát cũng tới sáng luôn à. Buồn ngủ dữ lắm rồi. Vô em. Vô đây luôn. Tỉnh táo nè em. Bây giờ sao hai đứa bạn nhau chuyện hẹn hò đi. À hồi nãy bạn rồi hả? Công việc của em là làm giờ hành chính à? Dạ em làm về nhân sự ạ. Đấy là làm giờ hành chính. À làm dạ đúng rồi, em làm giờ hành chính ạ. Dạ thì trong buổi tối thì em thường rảnh không? Hay là có việc? Dạ thường thì buổi tối em cũng có thời gian cũng rảnh ạ. Dạ. Công việc của anh cũng làm giờ hành chính đúng không ạ? Anh có hay tăng ca không ạ? Công ty mình thì ít tăng ca. Thường thì buổi tối anh làm gì? Buổi tối thì anh xem phim, chơi game. Anh có nghiện chơi game không? Không. Không. Thì lúc nào anh
lâu mới chơi thôi. Đừng có em có chơi game không? Dạ không ạ. Em thấy mấy bạn chơi game thì hay chơi game rồi bỏ bê người yêu lắm. Anh không biết anh có vào cái trường hợp đó không ạ? Không. Anh thời gian rảnh mà có người yêu thì anh đi với người yêu thôi chứ không có chơi game đâu. Nào giờ cờ rớt người ta không à. Đơn phương ta 10 người rồi mình đâu có người yêu đâu mà kêu dành thời gian cho người yêu. Bây giờ thì cũng có bạn gái coi thấy dễ tán không? Anh nhắm là anh có tán được em không ạ? Thế cặp là tán được. Tán được. À. Dạ. Tán được sao đâu, tán sao đâu. Thể hiện coi. Chứ nói thì không ai nói được, bây giờ tán sao thể hiện coi. Sấn tới, nói cái gì, đúng hỏi rồi. Cái gì, muốn cái gì, bàn đó. Tương lai sao đó. Đó tán đó, tán đi. Đúng rồi. Lấy một vợ hai con người ta dễ chứ. Tán thôi, coi thử coi. Tán thử đi. Ta đang chờ tán đó. Anh nắm tay em được không? Dạ không. Anh cho em hỏi xíu là trong chuyện tình cảm thì anh có là một người kiên trì hay không? Ví dụ như là anh tán em nhưng mà đến hiện tại thì hiện tại thì mình cũng mới gặp mặt thì chưa có tình cảm. Thì mình cũng cần có thời gian để tìm hiểu. Thì anh có là người dễ bỏ cuộc hay không ạ? Tại vì em lúc nãy anh có chia sẻ là anh cũng có đơn phương nhiều mối tình nhưng mà không có đến được á. Em cũng thì không... những mối tình anh đơn phương thì gần như là mình không có nói chuyện, mình không có biết được cái quan điểm của người ta đối với mình thì họ có chấp nhận để cho mình có thể tiến tới hay không. Nếu mà em xác định là cho anh một cơ hội thì anh sẽ kiên trì đến cùng đó. Thì anh chỉ dừng lại khi mà em xác định là không muốn anh tiến tới nữa thôi. Dạ. Đây là vô về đề rồi đó, được rồi đó. Bắt đầu vô rồi đó. Đúng luật rồi đó. Em có sở thích gì không? Dạ em thì thôi cho em hỏi anh là anh có sở thích gì được. Anh nói trước đi. Anh sở thích hả? Dạ. Anh sở thích thì ca hát. Dạ. Ngoài ra anh cũng có chơi thể thao, tập gym, chạy bộ. Dạ. Như là cũng... Anh có thích đi dạo phố không ạ? À? Phố hả? Dạ. Là thích đi chơi. Dạ. Nhưng mà thích đi chơi với bạn bè thôi, chứ không thích đi một mình, tại mình cũng ít bạn à. Dạ. Thì nếu mà có cơ hội thì em cũng muốn là mình cũng sẽ được đi dạo phố với nhau. Vô dạ. Dạ. Anh rất là vui nếu được đi dạo phố nha. Dạ. Tối nay luôn, rủ luôn, tối nay luôn, rủ liền. Tối nay thì em có đồng ý đi. Dạ. Đi thì tối gì nổi gần khuya tối gì. À quên. Chứ em hẹn anh một ngày khác. À. Đi dạo một vòng khu chế xuất cũng được. Anh em có ngại hai đứa mình nắm tay đi dạo từ đây về thành phố Thủ Đức không? Đi dạo đó thì xa. Cho em hỏi là hiện tại thì anh sống ở đâu ạ? Tại anh sống ở Thủ Đức luôn, ở phường Hiệp Bình Phước luôn. Anh cũng ở Hiệp Bình Phước à? Dạ. Vậy thì nhiều khi mình là hàng xóm nhưng mà không biết. À đúng rồi, anh ở kiểu tòa nhà giống chung cư thì dạ. Cũng có nhiều phòng anh không biết. Dạ. Nếu mà gần nhau thì quá tốt rồi, dễ gặp gỡ và trao đổi với nhau nhiều hơn. Dạ. À. Nếu như mà em ở xa thì anh có ngại đến chỗ của em hay không? Tại vì hiện tại là đang ở gần. Ở xa thì em nghĩ là em sẽ ở đâu? Ở xa là ở đâu? Ở trong thành phố chẳng hạn. Thành phố thì anh đi được. Dạ.
Ví dụ ở xa hơn thì em có đi không? Ví dụ như là em về Đồng Nai thì sao? Về Đồng Nai thì em phải có một tín hiệu gì đó. Anh thấy là em có khả năng chấp nhận anh thì anh sẵn sàng đi. Vậy mà đòi tán người ta. Em phải chủ động chứ, chàng trai. Bây giờ cô ấy ở đâu đi chăng nữa thì em cũng phải là người chủ động tới. Bởi vì lúc nãy cô ấy hỏi em là em có dễ bỏ cuộc hay không đó. Tôi bắt đầu giận rồi. Em phải chủ động, em là đàn ông, em phải là người chủ động. Cho dù là cô ấy ở chỗ nào đi chăng nữa mà cô ấy muốn thì em cũng phải tới. Mà em phải tới thì em mới biết là người ta có chấp nhận hay không chứ, đúng không? Ta chưa bao giờ yêu, ta không có kinh nghiệm à, thì em không có kinh nghiệm tình yêu á. Đang chỉ nè, thấy không? Bấm nút đi anh chỉ cho. Dễ lắm rồi hả? Hồi kia tư vấn luật cho anh, tư vấn tình yêu. Dạ không? Tình yêu nó không đúng theo luật đâu. Nó không theo rồi. Điều nào, điểm nào ở trên á, mà nó theo điều lệ của con tim. Dạ. Mà cái này thì anh rành lắm. Theo kia luật không nổi đâu. Theo anh thì chỉ cho. Đúng rồi, nó không giống như môi trường của đúng em rồi. Nó không, giống nó không phải là A là A, B là B, mà nó là thôi rồi, A, phải, phải. B, phải. Thật ra cô ấy chưa yêu lần nào mà. Ha. Thật ra là cái bản chất của em hiền lành. Nói nó cũng chưa gãy gọn lắm. Nó lòng vòng, hồi nó lạc đường luôn. Thành ra đôi khi trong tình yêu á, thấy người khác ngồi trước mặt mình cũng hơi rung. Nói lòng vòng nó cũng chưa vô, nãy giờ vô mới 1-2 điểm thôi. Khoảng à, theo khoảng 5 điều 6 nghị quyết nghị định 65 gì đó ha, nó chưa vô tới. Bây giờ nè, anh hỏi thật nha, em thấy người đối diện này có cảm tình, mình có cảm tình với cô ấy không? Dạ có. Có cảm tình. Em thích cô ấy vì điều gì? Da trắng. Ừ, da trắng giống như mình muốn đúng không? Ừ. Sáng, tóc và có nhuộm màu. Có nhuộm màu. Rồi về cái cách sống của cô ấy, nãy giờ cô ấy chia sẻ thì em có thích không? Thích. 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 Vậy là được rồi. Có thích, lần này không có đơn phương nữa. Mà mình mạnh dạn mình nói ra nãy giờ, tức là mình hết không còn đơn phương nữa đó. Ha? Quan trọng là cô ấy có đồng ý hay không thôi. Thật ra tôi nói nghe, đây là một người phải nói rất là hiền lành, chất phác. Chưa bao giờ yêu, người ta vụng về trong tình yêu thôi. Một luật sư mà, nhưng vụng về trong tình yêu, về luật người ta rất là rành, nhưng mà về tình yêu chắc có lẽ chưa bao giờ biết. Mình cũng thông cảm. Chính những người này mới là những người có thể mình không lo lắng về lăng nhăng, không lo lắng cô này cô kia, mà chỉ có tập trung vô một người thôi. Yêu một người yêu còn không xong nữa thì làm sao mà yêu hai ba người em? Chưa bao giờ yêu ai cả. Hôm nay có lẽ là nếu như mà mình thấy cảm giác đây có thể cùng mình nắm tay đi trên những con đường vào tối thứ bảy chủ nhật á, thì cũng nên cho anh ấy cơ hội. Ha. Là nãy giờ chú chọc chơi thôi chứ con người này dễ thương lắm á. Hai bạn này đều hiền với nhau. Hiền. Cô này khó hơn. Thì tại vì cô này thì sao ta? Cô này là cứng hơn đó. Đời, đúng rồi. Bản lĩnh hơn đúng đó. Rồi. Chứ không có đơn giản anh như cô này đâu. Ngây ngô lắm. Đừng bắt bẻ tình yêu anh ấy, mà hãy nhìn vào trái tim trong sáng của anh ấy trong tình yêu. Nha cô bé. Cái gì mà ảnh chưa hiểu hoặc mình là chưa làm được điều mà em mong muốn thì em phải nói. Phải nói cho em phải nói cái điều em mong muốn cho bạn ấy biết nha. Và chú rằng nghĩ rằng là với cái tình cảm mà anh dành cho mình á, mình nói gì ảnh sẽ làm theo điều đó thôi. Chỉ có nói sai rồi không làm thôi. Với lại cái kinh nghiệm của chị Lan thấy rằng là trong tình yêu á, và trong bất kể cái mối quan hệ nào cũng vậy, chúng ta đừng bắt đối phương phải đoán cái suy nghĩ của mình. Đó là cái điều không tốt và không đúng với đối phương của mình. Anh đoán được đâu. Nên muốn cái gì thì nói. Tình yêu bây giờ nè, không phải là tình yêu đơn phương nữa. Nào, đến đây. À, hãy mạnh dạn lên. Không có đơn phương nữa. Nói thật lòng của mình, cứ nói hết đi. Mong muốn điều gì cô gái này? Thấy cô gái này sao? Mạnh dạn lên nào. Anh thấy em rất là xinh, dễ thương. Và cũng công việc thì cũng phù hợp với anh. Thì anh cũng muốn em cho anh một cơ hội để chúng ta tìm hiểu và có thể tiến xa hơn.
Đúng. Đó. Đó mới là tình yêu không đơn phương đó. Thích bạn này ở một chỗ, bạn này nói chuyện và bạn này luôn nhìn thẳng vào mắt cô gái. Bạn này không nhìn đi đâu hết. Người ta nói bằng sự chân thành, nói bằng... Đúng rồi. Bằng cái sự suy nghĩ từ đáy lòng của mình đó. Nói bằng cả trái tim của mình đó. Bé gái. Dạ. Hả? Dạ. Rồi. Thôi, mình trở về chỗ cũ đi. À, những gì chàng trai đã nói, bên nhà gái đã nghe rồi. Quyết định là của em. Bấm nút hay không là quyền của mỗi chúng ta. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nói lòng vòng, hôm qua nói thiệt. Bây giờ là cái tính của em hơi lòng vòng. Rườm rà lắm. Yêu là nói là yêu, thương là nói là thương. Dứt khoát anh. Nhớ bắt đầu từ ngày nay, dứt khoát vô thẳng vấn đề luôn. Cãi tòa cũng vậy, ta có thời gian nói lòng vòng là gì kiểm sát bác luôn. Đúng không? Đúng rồi. Nhiều khi đó là khuyết điểm của em đó. Điểm đó. Em nói lòng vòng là bị khuyết điểm đó. Khuyết điểm đó nha. Phụ nữ cố gắng là ông anh bạn này nè bổ. Mỗi lần người ta lòng vòng thì nhớ kéo người ta về nha. Nha anh trai nha. Dạ. Hãy cho anh ấy cơ hội. Dạ. Anh ấy sẽ chứng minh được anh ấy là người chồng lý tưởng, một người yêu tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em. Dạ. Ok. Cũng là như vậy à. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho hai bạn. Giữ hai đứa về ngồi hát, đừng hỏi bài hát của ai, đừng phân tích bài hát nữa nha. Muốn phân tích hỏi tôi, bên đó đang buồn ngủ nè. Đây bài là thế, bộ son do thép Vina KOA gửi tặng cho bạn gái. Này nói thẳng luôn, tôi đi bán xà bông đó. Giờ tặng xài, mai mốt mua ủng hộ. Không nói lòng vòng nha mà. Xà bông này của tôi đó, thấy hình tôi trong xà bông là mua sự ủng hộ nha. Nhà có xài xà bông này không? Dễ gì có. Chưa tôi bán chưa ai mua mà dễ gì có. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Đây là quạt Toshiba, đem về quạt mỗi khi trời nóng. Quạt nó sẽ mát, không quạt thì nó cũng mát như thường. Chúc hai em hạnh phúc nha. Cuộc sống đôi khi nó thoải mái hơn. Chúng ta gọi là mở lòng hơn, vui vẻ hơn, thoải mái với nhau. Cố gắng lên nhé, và mong là hai bạn sẽ nhanh chóng báo tin vui cho hai MC. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn chị, cảm ơn. Chúc mọi điều tốt đẹp nha. Dạ không, em đã cho phép ở cái vé trước của em là như vậy rồi mà. Không, tại nhiều người ích kỷ lắm, đàn ông vậy đó. Bạn gái của mình thì mình muốn sở hữu chiếm đoạt, muốn ở cho lâu rồi cuối cùng bỏ anh ta. Nhưng mà khi mình lấy vợ mình đòi người còn nguyên si ở đâu ra? Dạ không, em nghĩ có tình trường thì cái bạn đó mới trưởng thành được. Nhờ cái đó mới giữ được cái tình cảm bền lâu sau này. Em tên là Lý, em năm nay 26 tuổi, quê ở Tây Ninh. Em là nhân viên nhân phòng ở quận Tân Bình. Rồi, bạn trai mình giới thiệu về mình á. Em tên là Nguyễn Hùng Cường, em đến từ Bình Thuận. Năm nay em 27 tuổi. Và hiện tại thì em đang làm nhân viên IT tại công ty cổ phần công nghệ phần mềm NGS. Cũng ở gần cái công ty của bạn bên kia luôn. Không biết là bạn ở Tân Bình mà bạn ở đường nào bạn? Dạ ở Cộng Hòa. Mình cũng ở Cộng Hòa luôn. Mình ở chỗ tòa nhà Skate Bar. Dạ không biết. Hỏi tiếp đi, hỏi tiếp đi. Đang hay mà, tiếp tục đi. Hỏi có gì thân quen nữa không? Bạn ở Tây Ninh, bạn có ở gần núi Bà Đen không? Dạ cũng gần gần. Mình cũng biết Tây Ninh nhiều rồi nhưng mà chưa có đi núi Bà Đen lần nào hết. Hy vọng lần này có cơ hội để xuống núi Bà Đen để khám phá núi Bà Đen. Vậy mà tưởng đâu ở Sài Gòn cũng gần, ở Tây Ninh gần luôn chứ. Thì nhắc tới Bình Thuận thì em nhớ tới gì địa danh vậy ha? Bình Thuận Tân Cát. Cát hả? Dạ. Đồi Cát ở Đồi Dương cũng rất là đẹp. Nhưng mà anh thì không phải ở đó. Quê anh ở Bình Thuận nhưng mà lại ở Đức Linh. Cái vùng của anh á thì nó chủ yếu là đồi núi. Và Bình Thuận, em thấy cái Bình Thuận, cái địa danh đó em cảm thấy rất là tự hào về quê hương mình. Nó có cái tên rất là dễ thương, ví dụ như em ở là xã Đức Hạnh, gần đó thì có Đức Tài, rồi Đức Tín, rất là hay. Nếu mà có dịp nào đó thì mời Lý về Bình Thuận chơi. Dạ. Rồi hôm nay Lý đến đây tìm một người yêu như thế nào? Dễ thương, tròn tròn chút xíu. Bạn ở đây mập dữ lắm luôn, hình như bạn 90 mấy ký á.
Khoảng 92 được không bạn? Dạ hơi 70 được rồi anh. Mới nói thích tròn tròn mà. Cũng vừa vừa thôi anh Quyền Linh ơi. Điểm gì không thích? Hút thuốc. Đi hút thuốc không bạn? Dạ không, trước giờ em chưa hút thuốc. Dạ đặc biệt là con trai có khuynh hướng bạo lực. Em rất là sợ vậy. Đừng có giữ quá, nãy giờ thấy bạn này nói nhiều quá. Đâu nói nhiều chứ đâu có giữ. Nói nhiều chứ chắc giữ. Nói nhiều chứ mình nạt cái nín mà. Em nghĩ là nam nên nhường bạn nữ chút xíu. Nhiều khi tính mình cũng điên điên lên, mình cũng cào cấu thì cũng sẵn sàng cho. Cho ta cào cấu không bạn? Dạ có chị. Wow. Tính em thì cũng không bạo lực, bởi vì em cũng có chứng kiến nhiều cái hoàn cảnh mà bạo lực gia đình và em cảm thấy rất là bất bình về cái chuyện đó. Nên em nghĩ là chính ngay từ bản thân mình cần phải làm tốt điều này đã. Nên là về cái vấn đề này bạn cứ yên tâm. Yên tâm ha. Mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi. Em chỉ được cái là em biết lắng nghe và quan tâm chia sẻ. Mà cái gì mà xấu là em nói hẳn là xấu. Em không có dối lòng mà khen đẹp được. Bạn bè cũng nhắc nhiều cho nên em cũng đang sửa. Không sao, chị nghĩ bình thường thôi. Mình cứ sống thật với bản thân mình là được. Em cũng hơi tệ chút xíu, không có giỏi nội trợ cho lắm. Dạ. Em thích con trai, em biết nấu ăn. Em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu nhưng mà nấu không có được ngon lắm vậy. Dạ từ từ em ăn được. Thì em thấy ngon, còn cái người ăn thì hên xui vậy. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thời sinh viên cũng có 2 mối tình, rồi sau này đi làm thì cũng có 1 mối tình. Mới bây giờ cái mối tình dài bao nhiêu lâu? Khoảng gần 2 năm anh. Lý do tại sao mình chia tay? Sau một thời gian quen thì em cảm thấy là bạn nữ đó chưa có phù hợp với mình một vài điểm. Ủa tại sao mình nghĩ cái điều đã xảy ra rồi mà mình phải nhìn thấy chứ? Tình yêu nó nhiều khi nó cũng phải trải qua một thời gian rồi mình mới nhận ra được. Dạ không chị. Đầu vô không thấy không hợp đi, mất thời gian. Hơi lãng phí tuổi thanh xuân của người ta. Độc ác. Độc ác. Rồi. Rồi, nói một câu xanh rờn độc ác. Em nghĩ là trong cái việc mà tình trường nó cũng giúp ích cho bạn nữ trưởng thành nhiều hơn. Em nghĩ là vẫn còn có cơ hội rất là nhiều. Quen 2 năm mà. Chứ đừng quen tao 10 năm nó không hợp. Bạn hãy nói cho bạn gái biết mình có những cái ưu khuyết điểm gì. Biết quan tâm người khác, kể cả công việc của mình hay là công việc của người khác. Em cũng luôn luôn nhiệt tình, ga lăng. Cũng hơi dễ gần á. Nên nhiều lúc đi về quê, cứ mỗi lần đi về quê mà không đi xe máy gì thôi, đi xe đò. Cứ mỗi lần đi xe đò là ngay là một cô ở đó. Anh gì đó hả? Dạ. Tự nhiên cái mối tình xe đò của em nó giống như là định mệnh vậy đó, xét đánh vậy đó. Vậy là nhiều lắm à? Nhiều lắm luôn. Cứ mỗi lần đi xe đò là cô hả? Dạ, cũng xác suất là cũng 3 lần thì một cô. 3 lần cô đó, giờ bạn đi cả trăm lần vậy đó hả? Chưa tới anh. Chắc người ta thấy mình dễ gần rồi người ta cũng bật đèn xanh cho mình luôn. Rồi bạn cũng dễ gần luôn. Nhiều lần đó, nó xảy ra như vậy rồi em cũng sợ. Nên là dần dần cái em phải chuyển sang là đi phương tiện xe máy chứ không dám đi xe đò nữa. Chà. Vụ này ngộ à. Vụ này lạ lắm nha. Bên này hơi hoang mang rồi nè. Anh nghe cái vụ này cũng hơi hoang mang tí. Theo em ý kiến thì sao? Con trai đặc biệt là em không thích con trai lăng nhăng. Mà bạn này dễ yêu quá à. Gặp ai cũng yêu được thì gặp em vậy rồi gặp người khác nữa thì sao? Thấy câu hỏi đó chút em hỏi người kia nha. Dạ. Cái này cũng hơi căng á, tức là hơi rung động nhiều quá. Hoang mang. Vậy sao trên xe đò chưa gặp mối tình nào mà gọi là mình để mình tiến tới hôn nhân luôn hả? Về những cái mối tình của mình thì em vẫn nhớ nhất là cái mối tình đầu của mình á, là cái mối tình thời sinh viên á anh Quỳnh Linh. Dạ. Thì có kỷ niệm gì? Dạ cái nụ hôn đầu đời ở cái mối tình đầu tiên nó đặc biệt. Sao? Tả thưa lâu quá tôi không nhớ nụ hôn đầu đời. Kể nghe coi sao. Dạ. Cái nụ hôn ai chào chị Cát Tường. Hôm sau, hôm sau. Dạ. Cái hôm đó vậy, cái bạn em nói là không quen nữa để tập trung cho việc học. Em đi về nhưng mà đi ra tới cửa cái tự nhiên bạn nó lôi em lại đè em vô trong tường luôn. Ôi cuối là bạn nó hôn em hả? Rồi tới gì nữa? Tự nhiên lúc đó em rung anh. Rồi em có làm gì nữa không? Em lúc đó em đơ. Là lúc đó là hôn đầu tiên của em nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ đó. Vậy là nụ hôn đầu tiên bị ép buộc đúng không? Bị cưỡng hôn hả? À, gần như là vậy đó chị. Rồi sao nữa? Nhưng mà cảm thấy nó đã. Giờ có thích hôn nữa không? Dễ sợ. Dạ giờ vẫn thích hôn anh. Rồi chút bấm nút thì hôn. Nhưng mà này nè. Dạ. Người bạn gái mà ví dụ như ta cưỡng hôn mình, người ta làm gì cưỡng cưỡng thì ghê vậy? Mình có nghĩ là người ta dạng quá không? Có gì? Có sợ cái người bạn gái mà mạnh dạng quá không? Dạ mạnh dạn quá em cũng sợ nhưng mà vẫn thích, tức là nó thích nhưng sợ nhưng mà thích. Bây giờ tôi hỏi nè, trải qua cũng mấy mối tình rồi đúng không? Dạ. Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ có vậy. Bây giờ ví dụ em tiến tới hôn nhân mà cái người bạn gái của em cũng trải qua nhiều mối tình, nhiều cái tình trường rồi thì em có ngại không? Dạ không, em đã cho phép ở cái vế trước của em là như vậy rồi mà. Không, tại nhiều người ích kỷ đó, đàn ông vậy đó. Bạn gái của mình thì mình muốn sở hữu chiếm đoạt, muốn ở cho lâu rồi cuối cùng bỏ anh ta. Nhưng mà khi mình lấy vợ mình đòi người còn nguyên si ở đâu ra? Dạ không, em nghĩ
có tình trường á thì cái bạn đó mới trưởng thành được, nhờ cái đó mới giữ được cái tình cảm bền lâu sau này được. Chắc ha. Dạ. Rồi bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Khoảng 3 năm nữa. Lâu quá vậy. Dạ. Tới đó nó không hợp. Tới 3 năm nó không hợp rồi sao trời? Thì 2 năm gì? Lát mở màn lên 1 năm. Có thể à? Có thể lắm quá vậy. Phải đè hung cái là thôi cưới liền luôn. Tôi nghiên cứu cái vụ này, tôi tư vấn cho cô bên này mới được. Sợ mà thích. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ 2. 2. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ cách đây cũng lâu rồi chị, 4 năm rồi. Mà tại sao 4 năm không có ai? Hình như em ở một mình lâu quá, cái em thành ra em thích một mình luôn. Em thoải mái khi được ở một mình hơn. Vậy tại sao hôm nay mình đến với chương trình? Em cũng sợ mình để lâu quá như vậy thì càng ngày em càng muốn một mình hơn. Thì em cũng phải kiếm bạn trai. Bao lâu thì mình nghĩ tới chuyện hôn nhân? Dạ chắc khoảng 1-2 năm nữa. 3 năm lâu quá đúng không? Dạ. Cũng được, nhưng 1 năm bắt đầu gia đình hai bên phải gặp mặt nhau rồi đầu tìm hiểu rồi mình lên kế hoạch đám cưới. Em đi có ai đi theo ủng hộ em không? Dạ có ạ, có bạn bè của em. Mình thêm ý kiến của vài người bạn nữa coi sao. Em thấy thì bạn trai này cũng ngoại hình dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà về cái tính cách dễ yêu này kia chị thì em thấy... nói chung là sửa đổi xíu đi. Chứ em gái mình là nó không thích vậy đâu ha. Chị là làm chung với Lý hả? Ừ đúng rồi. Nhờ chị nói đỡ cho mẹ. Nhưng mà em phải thay đổi thì mới nói đỡ được. Đó là em nói là lúc đó em chưa có quen ai. Hả? Nên là em sẽ sẵn sàng mở cơ hội. Và mọi người cũng mở cơ hội cho em. Nhưng mà đến khi mà em quen một người thì em chỉ có yêu thương và chăm sóc bạn đó thôi. Chứ không có... Vì là mai mốt vợ em không cho em đi xe đò. Thì đi xe máy. Bạn Nam có đi với người nhà nào không? Dạ có, em đi với em gái. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Em thấy anh hai em nói có những cái mà anh hai tốt, nhưng mà anh hai nói thành những cái mà người khác không hiểu mà cứ nghĩ đó là cái khuyết điểm của anh hai em. Ví dụ như là anh hai mở lòng, đó là những cái lúc mà anh hai chưa có người yêu. Còn khi có người yêu rồi thì anh hai rất là chung tình. Cái thứ hai nữa là anh hai rất là thương em gái, thương gia đình. Không, cái này là em chắc chắn luôn chị. Dạ tại vì cái chị mà yêu anh hai em gần đây nhất thì em cũng rất là thân với chị đó. Không biết thì chị thấy sao, nhưng mà đối với em anh hai em là một cái người mà em y như là thần tượng và muốn hướng tới cái một người chồng tương lai sau này của em. Cô em gái hy vọng rằng những cái lời phát biểu của cô em gái sẽ phần nào cứu cánh cho một cứu cánh được cho cái mối lương duyên này. Cảm màn lên. Chào anh. Chào em. Ở số bao nhiêu Cộng Hòa ta? Dạ 43 Cộng Hòa. Anh là 19A Cộng Hòa này. Nên chắc cũng gần. Quan niệm của Lý về tình yêu như thế nào ha? Dạ em thích một mạc chân thành nhưng phải chung thủy. Em cũng không dám phán xét gì anh hết, tại vì mới tiếp xúc thôi, mình chưa có hiểu hết. Nhưng mà em mong là mình đừng có dễ siêu lòng vậy nữa, nếu không là tội nghiệp bạn nữ của anh lắm á. Đôi khi cái cảm xúc á nó đang ở cao trào nên mình chia sẻ luôn. Chứ mà thực sự con người anh thì nó cũng rất là điềm tĩnh, điềm đạm. Em rất là ngang tàn, cho nên là phải có sức chịu đựng bền bỉ và dẻo dai. Anh nghĩ là anh làm được. Anh có chắc không? Em tìm đúng người rồi đó. Một cô gái rất là xinh xắn nha, rất cá tính. Em còn những cái ưu điểm gì em có thể đem ra thuyết phục bạn gái đi, chứ không là không bấm nút á. Bản thân anh là một con người làm việc có kế hoạch. Và anh quan niệm rằng là một người con trai thì đảm bảo cho người phụ nữ của mình có một cuộc sống nó bình yên, có một cái chỗ dựa vững chắc về sau này. Dạ đúng rồi. Thì anh nghĩ là nếu như mà em cho anh một cơ hội thì khi mà ở gần nhau, quen biết nhau thì lúc đó cái sự cảm nhận về nhau nó mới sâu sắc được, nó mới chính xác được. Chứ mà 20 phút hoặc một khoảng thời gian ngắn thì anh nghĩ đôi khi cái sự suy nghĩ về nhau nó cũng chưa phải là chính xác 100%. Dạ. Rồi. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 3 2 1 hết thời gian. Bạn trai có hồi hộp không? Em vẫn còn chút phân vân cái vụ hồi nãy đó phải không? Cái vụ mà không, bạn trai nói có khi nói hơi lố chút đúng xíu. Đúng rồi, trên kệ chưa biết cách nổi đâu. Chưa biết cách trình bày nữa. Ừ, một người cái mặt rất là phúc hậu thế này mà không lẽ nắm tay nhau một cái đi. Dễ thương mà, cặp đôi này rất dễ thương.
Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp các bạn ở trong một trang phục khác đẹp hơn. Chúc các bạn. Bạn gái của mình á có một cái ngoại hình như thế nào không? Em có một cái ngoại hình cụ thể nào mà em mong muốn người bạn gái của mình giống vậy không? Dạ, em thì ngoại hình của bạn gái thì sao cũng được, dễ nhìn và gọn dễ nhìn thôi, chứ cũng không có đòi hỏi gì mà cao thấp hay gì hết, vừa người được thôi. Dạ. Nãy giờ nghe tâm sự cái ưu cái khuyết của bạn này thì thấy là có phù hợp với mình không? Dạ, em thấy cũng phù hợp đó. Cũng phù hợp. Dạ. Anh nói thật nha, anh nói thật lòng nha. Thật mà. Em tên là Phạm Vĩnh Tuấn, sinh ra và lớn lên ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Em nói lớn lên chút được không cưng Tuấn? Làm việc tại tại nhà luôn. Bây giờ nói lớn lên một lần nữa nè. Dạ. Cho bên kia nghe luôn nha. Dạ. Rồi, dạ. Xin mời. Dạ, em tên là Phạm Vĩnh Tuấn, sinh ra và lớn lên tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tuấn bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 78, năm nay 43 tuổi. À. Tuấn hiện nay làm ở Khánh Hòa luôn hả? Dạ, em làm ở nhà. Dạ, em sửa xe máy làm tại nhà. À, tại nhà rồi mở cửa hàng và sửa xe máy luôn. Dạ. Đây là cái công việc, cái nghề mà có thể nuôi sống ta hoài hoài luôn á. Bởi xe máy, lượng xe máy rất là nhiều ở Việt Nam ha. Dạ. Ồ, là Tuấn vô lúc nào? Tuấn vô... Dạ. Em đang ở Khánh Hòa luôn hả? Dạ, em ở Cam Ranh á, Khánh Hòa, Cam Ranh chị. Vậy đó hả? Là em mới vô á hả? Dạ, em mới vô hồi tối. Ồ, vậy á. Rồi. Rồi, còn cưng, em nói đi nào. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang có mặt tại phim trường hôm nay. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin chào anh Quyền Linh và anh bạn trai bên kia. Chào em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thu Sương, em 42 tuổi. Dạ, hiện tại công việc của em là em bán đồ ăn sáng, bún thịt nướng, nem nướng, với lại cơm sườn, và em bán nhiều món ăn lắm. Nếu như khách alo trước thì em sẽ ship tận nơi ạ. Chẳng hạn như là bò nướng lá lốt, lỗ tay heo, và tất cả. Em bán ở đâu nè? Dạ, em bán ở kế bên Ủy ban Nhân dân phường Linh Xuân. Dạ, ở Thủ Đức. Thủ Đức đó, dạ, Linh Xuân, Thủ Đức. Dạ. Gần nhà chị để chị order nha. Dạ. Số điện thoại? Dạ, số điện thoại của em là 0907 838 606, thì chị gọi trước cho em để em chuẩn bị cho chu đáo. Rồi, 0907. Dạ. 0907 nói 838 606. 0907 838 606. Em có ship đi Khánh Hòa không? Rồi, bây giờ thì mình nói một chút về ưu khuyết điểm rồi. Đi nghe. Dạ. Ưu khuyết điểm đi. Dạ. Ưu điểm của em hả? Thì nào giờ em chưa bao giờ tự khen mình. Hôm nay thì em thấy thì em rất là thích nấu ăn, thích vào bếp. Dạ, em thường xuyên lên YouTube đó, em xem món này món kia rồi em làm. Có khi em làm cái món bánh này mà cuối cùng thành bánh kia. Nhưng mà em vẫn thích làm. Em làm chừng nào được thì thôi. Hôm nay em cũng có chút món rau câu để chút gửi cho anh ăn lấy thảo. Dạ, không có dành riêng cho anh chị nữa. Trời ơi, nhưng mà không có được mê lên đây. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi gái còn khuyết điểm thì sao? Dạ, khuyết điểm của em thì em nghĩ là em hơi nóng tánh. Tại vì nếu mà em nghe cái gì đó người ta nói không đúng mình, hoặc là cái gì đó mình thấy không hài lòng thì em hay nói lại liền. Nói lại liền. Em thấy là em cũng đang khắc phục. Tại vì cái tánh của em sống á, chủ yếu là thật thà, nghĩ sao nói vậy. Mình cứ sống thật đi, đừng có giả dối. Dạ, mình không có kềm hãm được cái cảm xúc của mình. Dạ, thì bực là phải bực, đúng không? Dạ, nhưng mà em thấy cái đó thì cũng không có hay lắm. Em cũng cố gắng em kiềm chế lại. Dạ. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Ưu khuyết điểm của mình nói cho nhà gái nghe. Dạ, ưu khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính. Nóng tính luôn. Dạ. Có tật xấu là khuyết điểm là hay hút thuốc. Hút ngày thuốc. Hút nửa gối. Rồi với hơi bị giận lẫy. Bị gì? Giận lẫy hả? Giận lẫy hả? Dạ. Lúc giận cứ ưu điểm là biết nấu ăn, làm công việc nhà, ví dụ như điện nước, đồ gia dụng làm được hết, và nấu ăn nhiệt tình, hòa đồng, thể dục thể thao cũng có. Nóng nhất á là Tuấn làm gì? Dạ, em nóng nhất là em không có đánh ai, em làm gì, em chỉ thấy cái chân gì em đé chân em vô cái đồ đó, đầu chân em vậy.
để cho nó hết nóng nữa hả? Dạ. Gặp cái gì nóng rồi đá vô cho nó hết. À, cái này cũng được. Dạ. Kiếm đá nào cứng cứng nha, đừng có đá mềm mềm nha. Hay cũng hay đó chứ. Dạ. Tức là mình sẽ tự mình làm rau để mình tỉnh lại, mình dạ. không nóng nữa. Dạ. Cái này cũng là một phương pháp. Rồi. À, bây giờ cái đường tình duyên của mình sao nè? Dạ, đường tình duyên của em hả? Thường thì người ta nói là mối tình đầu là mối tình dang dở, nhưng mà thường thì đến 18, 19 tuổi hoặc là 20 hay mấy. Còn với em thì 39 tuổi. Dạ, mới là mối tình đầu. Dạ, mới là mối tình đầu. Rồi em cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng gần một năm rồi chia tay. Rồi xong em quen một bạn mới cũng tìm hiểu cũng một năm rồi cũng chia tay luôn. Đến nay là 3 năm. Dạ. Có nghĩa là em mới biết yêu năm 39 đó. Dạ đúng không? Rồi. Mà năm nay là em 41. Dạ 42. À 42. Dạ. Em chia tay 3 năm. Chia tay 3 năm rồi, có nghĩa yêu 2 năm rồi xong rồi làm biến yêu quá nghỉ luôn. Dạ tại vì hay là em thất vọng hay là em cảm thấy em không em muốn yêu có, nữa. Cũng có chút không còn tự tin. Tại vì em thấy em thấy là em quen sai cái người đó, cũng như gọi là lăng nhăng đó chị. Dạ là em thì cái tính em nghiêm túc, thí dụ như quen là phải quen rõ ràng, không hợp thì chia tay. Chứ em không thích là không thích quen một lần hai ba người, không thích bắt cả hai tay. Dạ, rồi lý do chia tay là như vậy. Dạ. Ok, rồi xin mời nhà trai ạ. Đường tình duyên của Tuấn thế nào? Dạ em thì cũng có một đời vợ ly hôn cũng năm 2010. Là 11 năm rồi. Dạ. Có mấy người con rồi Tuấn? Dạ một cháu, con sinh năm 2004. Dạ. Là mười mấy tuổi rồi đó. Dạ, trai hay gái? Dạ một cháu gái. Bây giờ ở với ai? Dạ ở với mẹ. À còn Tuấn ở Khánh Hòa là ở với ai? Dạ em ở riêng mình. Riêng mình. Dạ. Ở nhà riêng hay là? Dạ ở nhà riêng. Nhà riêng luôn. Dạ. Ba mẹ ở gần đó không? Dạ ba mẹ cũng gần. Rồi bao lâu mới gặp con một lần? Con thì lớn lâu lâu thì nó về thăm ba. Khoảng thí dụ như chủ nhật học thứ bảy thì cháu với con có về. Rồi con nhảy nghỉ học thì nó chạy xe. Nghĩa về. Là Tuấn ở một mình mười mấy năm nay rồi. Dạ. Rồi đó là đường tình duyên các bạn. Bây giờ nhà gái, bạn muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình thế nào? Có thể chia sẻ cho bên đây để xem được dạ. không? Dạ thường thì ông bà xưa người ta nói là trời dạ em chào anh. À, ông bà xưa người ta nói là cái gì cũng phải tùy duyên. Nhưng mà lên đây thì em cũng phải nói một vài ý là anh đừng có gia trưởng. Nhưng mà thường thường cái gia trưởng là nó phụ thuộc cũng nhiều yếu tố lắm. Nóng tính nè, rồi có chút ích kỷ nữa. Đó thì em rất là sợ. Sợ phải đó. Nói là em ám ảnh. Rất ám sợ ảnh luôn. Dạ. Có gia trưởng không? Anh không có gia trưởng đâu em, mà anh cái tính anh nóng cũng dễ lắm em. Mỗi lần anh nóng là em cứ đưa con gối bông là anh đá là xong hết rồi. Em đừng có đưa cái ghế hay cái tivi là được rồi. Dạ. Tội nghiệp con gối bông quá. Dạ nhưng mà anh bắt buộc phải làm hành động đó. Không, cái đó thật sự nóng quá đó. Người ta có thể làm cái gì đó với một cái gì đó, cái cây cái gì đó, thì cái điều này nó cũng sẽ xóa đi bớt cái nóng. Nhưng mà em nghĩ là ví dụ như đập đồ á, đập đồ thì em cũng thấy không có hay. Này anh đâu có đập đâu. Anh đá lỡ anh đá vô cái cây vô gì đó. Cái truyền hình hay là cái những cái làm cái gì đó, đâu. Công dạ, sức không, mình làm vô ra cái mà chân mình nào đau cho đau chân mình rồi nhé. Anh đá vô cái cây cái gì, cái gốc cây cái gì nó cho nó đau chân thôi. Thôi, nếu mà đau chân anh thì cũng đau lòng em, đừng làm vậy. Em nghĩ là em nghĩ là anh giận á thì anh nên đi đâu đó đi, đi đâu đó đi. Chứ tại vì hai em nghĩ là em cũng nóng tính, mà anh cũng nóng tính, phải hai cái đó mà đụng nhau chắc chết. Cho nên chút xíu là hai em... người bàn với nhau. Dạ. Bàn thường á, có người ta nóng tính ta hay ăn á, ăn nhiều quá thì hiểu rồi ha. Dạ. Thì giống như Hồng Dân chỉ nóng là chỉ ăn thôi. Hồi nào vậy đơn đặt nữa, tôi kiện ông á nha. Ông bị gì vậy? Cái này sao gì chiếu sao bị đơn đặt quá trời. Còn em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ một nửa yêu thương của em á thì được một nửa như anh Huyền Linh là hạnh phúc với em rất em là biết nhiều. Ông có cái gì ông biết, dạ, em biết ông có cái gì mà em đợi nữa. Anh Huyền Linh là ông nóng tính là ông cũng hay giọng một cái gì đó đó, cái rào này nè làm lại hai ba lần rồi đó.
nếu mỗi mà ông mực chị đó là ông đá mà rớt hết mấy cái nhụy ở đây luôn. Dạ trời thôi, nếu mà nếu mà không kiềm chế được cái bực tức đó thì cố gắng châm chế đi, tại vì không đánh mình là được. Dạ đừng đụng tới mình là được, tại vì em rất sợ đòn. Nhưng mà bây giờ cái điểm yếu của em sợ đòn á, thì mai mốt đừng ăn hiếp em nha. Đừng có thấy cái điểm yếu của em như vậy rồi cái tao quýnh mày nha, tao quýnh mày đó. Em rất là sợ, đối tượng nam bên đây là coi có cái người ta, người ta hiền á mà nha. Dạ. Người ta coi vậy chứ hiền khô à. Trời ơi, cái này là em chắc em không bao giờ mà gọi là gì đó làm đau đối tượng trước mắt đâu ha. Dạ. Có đau bản thân thì có đúng không? Dạ. Hiền hiền khô à. Thường á mấy người mà người ta có cái xu hướng tự làm đau bản thân á. Lên tên gì em quên rồi. Tại vì người ta sợ cho nên người ta mới không làm điều đó. Yeah. Ta mới tự hành bản thân mình. Yeah. Nhưng mà mình mà thương chồng mà chồng mình vậy á chịu không có nổi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đúng rồi chị. Đúng. Em thấy đứt ruột chưa? Dạ. Yeah. Em đau là cổ đau hơn. Dạ. Yeah. Thì thường ha. Yeah. Bạn gái bên đó tên gì quên rồi. Dạ em tên Sương nhưng mà tên Nhung là cũng từ bé luôn. Tại vì cái bây Sương giờ muốn đọc tên là Sương hay là Nhung? Dạ kêu cái nào cũng được. Sương đi. Anh muốn kêu cái nào cũng giọt Nhung Sương cũng được. Dạ. Mà Sương cũng được. Dạ, dạ. Sương Nhung. Em nhớ tên bạn bên đây không? Anh 44 á chị nhớ tuổi thôi. Anh nói anh 43, anh sinh năm 78 lớn anh em là tuổi. Tuấn. À anh tên Tuấn. Là Tuấn. Dạ. Dạ. Bên kia là Sương nha. Dạ. Sương. Tuấn Sương. Dạ. Ừ. Rồi à, em muốn cái người bạn gái của mình á có một cái ngoại hình như thế nào không? Em có một cái ngoại hình cụ thể nào mà em mong muốn người bạn gái của mình giống vậy không? Dạ, yeah, em thì ngoại hình của bạn gái thì sao cũng được, dễ nhìn và gọn, dễ nhìn thôi chứ cũng không có đòi hỏi gì mà cao thấp hay gì hết, vừa người được thôi. Dạ. Yeah. Nãy giờ nghe tâm sự cái ưu cái khuyết của bạn này thì thấy là có phù hợp với mình không? Dạ, yeah, em thấy cũng phù hợp đó. Cũng phù hợp. Dạ. Anh nói thật nha, anh nói thật lòng nha. Thật mà. Dạ. Em về với anh em ở em sẽ biết mà. Dạ. Nhưng mà anh cũng phải rộng rãi tí nha. Tại vì okay, em rất em sợ người đàn ông keo kiệt, các chị tính toán. À, dạ. Tức là mình xài lớn không? Có nghĩa là mình dạ. có keo kiệt không? Dạ không, không ki bo luôn chị. Không ki bo luôn. Dạ. Dạ. Không anh có chữ thề không? Có chữ thề không em? Có lâu lâu không có một cái nói hai cái lên dạ, chửi hoài dạ. chứ gì dạ. ví dụ như lâu lâu mà có chửi miếng chứ đừng có mở nói đàn câu cái chửi không cái chửi thề anh là chửi dạ. vui em chứ dạ. không phải là chửi cái chửi vui á dạ. anh hai đứa đang vui cái chửi đúng thề. Rồi dạ chửi vui vậy á chứ không phải là chửi. Sáng nay còn dân mới nói xấu tôi hoài nha thì đó thì bị đơm đặt nó tức vậy đó Linh, người ta không có cái đơm người ta hoài cho nên là tôi cho ông biết cái cảm giác đó đó, hiểu không? Rồi em đi với ai? Dạ em đi với anh trai và bạn thân. À trời ơi đây biết giống là anh trai giống ha. Quá. Ừ. Mời anh trai. Chào MC Viện Linh và chào chị Hồng Vân. Em là anh trai của bạn Tuấn. Nhìn qua đây thấy bạn nữ cũng rất là dễ thương được và bạn cũng chưa có gia đình thì mình thấy cũng ok. Rất mong là hai bạn cho nhau cơ hội để mà tiến tới cho giờ tuổi này thấy cũng lớn lắm rồi. Lớn rồi đúng không? Dạ. Cho nhau cơ thì hội ha. Có cuộc sống và gia đình nó sẽ ổn định hơn. Rồi cảm ơn. Dạ, em còn điểm em 42 tuổi rồi. Tuy là em chưa có gia đình nhưng mà nếu mà hợp nhau á, tìm hiểu hợp nhau á thì anh có nghĩ là sẽ sinh thêm con hay không? Và với em thì em nghĩ lớn tuổi thì em không biết như thế nào, cái đó là em không biết. Bây giờ, cái đó là chút xíu hai đứa chút bạn. Chút xíu hai người bạn dạ. hỏi dạ. nha. Dạ. Ngồi trực tiếp bàn với nhau luôn. À dạ. Rồi. Em bạn gái đi với ai? Năm mươi mấy cũng có gia đình cũng có con được, yên tâm. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ chào mẹ. Mời mẹ. Rồi, chào bác. Mời mẹ phát biểu đi ạ. Hello, tôi xin chào Quyền Linh với lại dạ. cô Hồng Vân. Dạ. Tôi cũng cũng lớn tuổi rồi, mà bữa nay được chương trình cho phép lên ngồi đây thì tôi thấy cũng là rất là hân hạnh. Đó, tôi xin chào tất cả quý vị có mặt trong cái trường quay bữa nay. Dạ. Theo mà tôi nhận xét hồi nãy giờ thì
theo sự suy nghĩ thành thật của tôi thì tôi cũng để là tùy ý con nó lựa chọn, tại vì nó cũng hơi đứng tuổi rồi. Thì cái nguyện vọng là cầu nguyện cho con nó gặp được cái đối tượng cho nó hợp, rồi có phúc hậu, nó lo làm ăn, nó biết thương vợ con, lo gia đình, lo tương lai. Là hai đứa mà nó sau này mà nếu mà tùy theo duyên tiền định đó, là bữa nay gặp nhau đó, thì bậc làm cha mẹ là muốn cho con mình nó được hạnh phúc, nó lo nó đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng càng nó ở với nhau được cho tới già. Nhưng mà mẹ thấy bạn bên đây mẹ ưng mắt không? Thì bây giờ thấy là thấy vậy, chứ nhưng mình cũng đâu có biết ngày mai nó ra làm sao. Giống như cái bản nhạc mà kết sera đó. Đó. Vậy là coi như để tùy cho con ha. Tùy hết, tùy cơ duyên của trời định. Con thương ai là mẹ ủng hộ ha. Dạ. Nhưng mà đây có gia đình rồi, bác có ngại gì không? Cái đó thì cũng còn để hai đứa nó thời gian nó tìm hiểu với nhau. Chứ còn bác làm cha mẹ thì cứ nói chứ. Cái con nó thương ai thì mình thương người đó thôi. Đó, thì nó thương đâu gã đó hả? Con gái mà. Thương đâu gã đó. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi. Bây giờ cho hai trẻ gặp nhau đi. Mở rào. Mở rào kìa. Mẹ. Dạ. Bắt đầu đi Tuấn. Dạ em chào anh. Anh chào dạ. Em. Hoa. Tặng quà đi nào. Anh từ xe thì cũng không có không về. Nó lớn lên Tuấn. Dạ. Để tặng em bó hoa. Anh căng thẳng quá, hình năm bắt tay đi để. Anh căng thẳng, anh luôn dạ bó hoa đẹp quá. Bó hoa này thật sự là rất là đẹp, em rất là thích. Mà một người thích hơn nữa là mẹ của em. Dạ. Tặng mẹ đi. Dạ anh có thể đến tặng mẹ em. Đúng rồi, dạ. Hay quá. Đẹp. Nào, đây là Tuấn. Mẹ của Sương là 80 tuổi rồi đó. Dạ. Cháu xin thay mặt dạ. Cháu tặng bác nó. Dạ. Trời hoa đẹp quá. Sức khỏe tốt quá. Dạ. 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 Đây là mẹ món để cái bia ở đằng sau. Dạ, đây là món quà của em tặng cho anh. Anh cảm ơn. Hôm nay á là em nghĩ là chắc là duyên của anh, tại vì á em đi siêu thị á nguyên ngày á em chọn quá trời luôn, em không biết mua cái gì, em mua ngay cái cặp áo gói cũng màu xanh luôn. Hôm nay mặc áo xanh, em mặc áo xanh mà cái cặp áo gói này cũng màu xanh. Dạ, cái này là tối hôm qua em làm, em có tặng cho tất cả mọi người, em tặng cho anh để anh dùng thử coi nó. Tại rau em thích dầu bếp, em thích làm. Em rau câu cũng màu xanh đây. Luôn. Dạ. Mà màu xanh là gì? Màu xanh hy vọng. Để riêng một hộp cho anh, một hộp chị Vân. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Dạ. À, chắc anh vô không còn đâu, mấy nhỏ nó ăn hết. À dạ không, em có đầy đủ hết. À, vậy chứ chi phần hết anh. Dạ, em gửi phần hết riêng Đang luôn. Đang Thúy Nga ăn hết trơn. À dạ. Hư em với anh thì thôi anh dùng sao? Trước đi tại đứng ra giữa các bạn ra giữa đó các dạ bạn. Tại tặng cho anh. Anh dùng đi coi ngon không, đây để em lấy cho. Rồi em mời. Rồi dạ, anh cảm nhận đó. Rất ngon. Chắc không ngon cũng phải khen ngon. Rồi ngồi đi cưng. Hai dạ. đứa ngồi lo tranh thủ tâm sự dạ, về chuyện dạ. tương lai rồi này kia dạ. con cái rồi đó. Dạ. Dạ. Em có gì câu đi hỏi nha. Thúy Nga, với anh không? Thư này kia, à, Nhân này kia, Tèo rồi. Em có gì gì hỏi với anh không? Câu đi. Em nghĩ là mình bây giờ ở đây cái thời gian ngắn quá. Mà chuyện duyên nợ là chuyện trăm năm. Mình ở lâu dài về sau cho nên là mình không có nói được cái điều gì ở đây hết. Quan trọng là lúc gặp nhau có hợp nhãn với nhau hay không. Rồi. Thì em nghĩ nếu mà thương nhau á, người ta chấp nhận khuyết điểm của người đó hết. Người ta chấp nhận hết. Chứ bây giờ theo chương trình á, mình cứ ra yêu cầu này nọ. Thì mình theo cái bài bản thôi, em nghĩ vậy. Dạ. Tuấn thấy Sương như thế nào, cảm nhận đi Tuấn. Dạ, em thấy cũng được. Cũng được ha. Quá được. Dạ.
Xương Thế Tuấn sao? Hồi sớm theo em nghĩ là em kêu em nóng tính. Vậy thì khi em nóng tính là em có làm gì anh không? Em có đánh anh không? Không. Không. Tại vì em sợ bị đòn cho nên em đâu có đánh. Dạ. Em sợ cái gì là em né cái đó. Rồi. Dạ. Em thấy em nhìn anh, em thấy anh cũng trầm tính đó, đúng không? Đúng rồi. Có trầm tính không? Đúng rồi. Thì anh cũng hiền á má. Con thấy anh cũng hiền á. Thật sự là con thấy anh cũng hiền. Nhưng mà cái điều mà ở xa, mẹ em thường nói thì ở xa sợ bị ăn hiếp, sợ con gái bị ăn hiếp á. Dạ mẹ rất là sợ, nhưng mà em nghĩ là chắc anh không làm điều đó đâu. Tại vì với lại khi mà em cảm thấy em cái điều gì đó mà em chịu không nổi á, thì em sẽ âm thầm em ra đi. Dạ em ra đi. Chứ em không có để cho nó tùm lên, nó gọi là nó rối lên. Tuấn nói đi Tuấn, có ăn hiếp không? Em thì em ở trong này là em ở chỗ nào em? Dạ em ở em quê của em ở Linh Xuân Thủ Đức luôn. Thì mỗi buổi sáng lúc đầu thì em định mua tặng anh cái đồng hồ á, rồi em dặn sẵn 3:30 sáng. Rồi mỗi ngày em 3:30 sáng là đồng hồ reo em dậy, thì em tính tặng cho anh để anh biết là cái giờ đó mọi người đang ngủ say thì em phải thức dậy, em nấu cơm, em lên chợ em bán. Vì em bán tới đúng 8 giờ là em dọn. Rồi về thì em hay lên, em khỏe thì em lên tiệm nail tóc của em trai em á, em phụ làm. Rồi đôi khi em cũng đi hát á. Em cũng đi hát, đến chùa hát hoặc là ai mời thì em cũng hát, nhưng mà em cũng kén lắm. Em cảm thấy cái tiệc đó, ông bầu xô đó hiền hay như thế nào á, thì em đến em hát. Em hát văn nghệ á. Dạ, em hát bolero, dân ca đồ, anh có thích không? Anh thì anh rất thích hát, nhưng mà anh hát không hay, anh hát rất là dở. Nhưng mà anh rất thích nghe hát và anh rất thích nghe hát. Một người hát mà có một người nghe là ok. Yêu cầu đi, Tuấn thích dòng nhạc gì đó? Ca cổ hay bolero? Em thích cái hát những cái bài nào mà em thích thì anh đã thích à? Không còn thiết đâu. Dạ, nghĩa là em thích là được rồi. Dạ thì nói chung đến chương trình này thì em cũng chuẩn bị nhiều bài hát. Có một bài em cũng tự điên theo cái bài hát là Người Tình Đang Đến đó. Bài hát là Người Tình Không Đến đó. Em chuyển lại là Người Tình Đang Đến. Với lại một đoạn ca cổ, anh có thích ca cổ. Với lại một đoạn của bài bolero vậy đó. Nếu mà anh thích bài nào thì em hát. Bài gì anh cũng thích, nghĩa là giọng hát là anh của em là anh thích rồi. Em còn thích bài nào em hát tặng anh. Em hát. Em thích thì em cứ hát tặng anh. Vậy để em hát. Bây giờ Tuấn đứng lên nắm tay cô gái, đứng lên hai người nhìn nhau hát đi. Em sẽ hát bài Người Tình Đang Đến. Nhìn Tuấn hát kìa, sương. Đi hát không có rung chị, thật sự đi hát không có rung, nhưng mà tới đây căng thẳng quá. Trời, ảnh rung hơn con á. Ảnh rung hơn con nhiều luôn. Dạ. Tôi quên biết anh xưa một chương trình hẹn hò. Hôm nay xưa bao người ngại ngùng chỉ nói đi anh. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quên nhau và cho nhau những thật lòng. Trở lại ghi nóng chúng mình không cần hỏi nhiều. Bao nhiêu ước mơ đầu rồi chìm theo nước trôi mơ. Tự nhiên cái em hay lắm. Em quên lời hay em. Dạ em xin hát lại. Trở lại ghi nóng chúng mình không cần hỏi nhiều. Con tim sẽ trả lời chuyện tình ta sẽ ra sao. Hồi hộp đó là cái cảm xúc thật đó. Nhiều khi đứng trên sân khấu gì mình không có rung đâu. Tuấn sao nói mình, gì? Vậy ta hãy cùng đặt vào ngay nút bấm. Và sau tiếng hai ba cùng cho nhau cái bật đèn. Rồi, bây giờ nè, em hát lại từ đầu tới cuối để chương trình thu cái bài đó nha. Coi dạ, đúng rồi, đúng rồi. Hát lại từ đầu đi nào. Hát từ đầu đi nào. Bắt đầu.
Tôi quen biết anh xưa một chương trình truyền hình. Hôm nay giữa bao người ngại ngùng chi nói đi anh. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Và ta đã quên nhau và cho nhau những thầm lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường. Chị Vân và anh Linh kết duyên mình tên với nhau. Sưới là người nhà, xung quanh là khán giả. Tất cả mọi người đều nhìn về đôi ta. Trở lại ghế nóng chúng mình không cần hỏi nhiều. Con tim sẽ mách bảo chuyện tình ta sẽ ra sao. Vậy ta hãy cùng đặt vào ngay nút bấm. Chờ nghe tiếng hai ba cùng cho nhau cái bật đèn. Dạ. Hay quá. Tôi thấy sao nè, đừng nói với Sương nghe đi. Dạ, em thấy người cũng đẹp mà giọng hát cũng rất là hay. À. Mê dạ. Chưa? Bây giờ mê dạ. Chưa nè? Dạ, mê thật... là mình nói mê à? Dạ, dạ, mê. Dạ thật sự á, là em chụp hình rất là an ảnh. Rất là nhiều người đeo đuổi em. Nhưng mà em nghĩ là họ đến với em vì họ nghĩ là em đẹp giống như trong hình. Nhưng mà thật sự nếu mà buông cái lớp trang điểm này ra thì em rất là xấu. Cho nên là anh đừng có nghĩ là đối diện là em đẹp như vậy nha. Em không có đẹp. Em đã đứng đây là đối diện là anh đã biết rồi. Dạ. À, không phải là trong hình đâu. Dạ. Dạ. Rồi. Bây giờ nói đi, bây giờ nè, xa như thế thì thế nào Tuấn? Em như... có thể thuyết phục. Nhà Tuấn đi. Có mặt tiền đó, về đó bán nhà cơm cũng ngon ở lắm đó. Ngoài đó làm sao. Trời, giờ... nhà anh có mặt tiền nè. Em có thể về bán ba cơm anh sửa á, xe. Hồi xưa là sửa xe máy. Nói đi Tuấn. Tuấn nói đi, Tuấn thuyết phục. Anh thì ở đó thì ở nhà thì chỉ có một mình thôi. Nhà nó cũng ngay quốc lộ 1. Dạ. Từ lúc ăn uống thì nó khổ cực, không có ai muốn kiếm một người về để cho thứ nhất là ổn định cái vấn đề mà kinh tế, thí dụ có phải có người vợ. Đang đến đây là cũng đang còn tìm như vậy. Dạ. Rất là muốn chứ không phải là đến chương trình này nhưng mà gặp em đây là cũng là cái duyên rồi. Mong em và gia đình thầy hết. Cái nhà đó mở nhà hàng ăn được không, quán ăn đồ mở quán nha. Em mở quán ăn thì cũng được, nhưng mà nếu được, nếu như mở quán ăn thì em không làm nghề, tại vì nó chỉ có 4 mét mà nó được chiều dài thôi. Là bây giờ em đang sửa xe là em mở cái tiệm sửa xe ở nhà luôn, trước nhà. Vậy đó hả? Không sao, sửa xe còn bên đây người ta bán, người ta ship đi mà. Đó, bán online được. Bán cơm thì gần đó cũng có mở quán ăn cũng được. Cũng rất nhiều. Rồi về ghế ngồi đi các bạn. Mình nói với chuyện với nhau một phút nữa nào. Cái cặp này có vẻ là thử hợp xem. Lắm rồi nha. Bây giờ đặt trường hợp các bạn sẽ tiến xa hơn thì các bạn sẽ như thế nào? Về Khánh Hòa hay là chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh? Đưa ra thử một cái giả thuyết thử xem. Ví dụ như anh với em đến với nhau thì em có thích về quê Khánh Hòa của anh không? Hay là em thích lập nghiệp trong này? Đó. Dạ em nghĩ là nếu mà đã theo chồng, có chồng thì theo chồng cũng được. Nhưng mà quan trọng là chồng đối xử mình như thế nào. Tại vì ba mẹ em thì thường nói dù con có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn là con gái bé bỏng của mẹ. Con có gặp khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì cứ về, mẹ chở che hết, mẹ là người tha thứ hết tất cả. Dạ cho nên là em nghĩ là theo chồng chắc cũng được, không đến nỗi. Dạ. Chắc chắn là vậy rồi. Dạ. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ, nhà em rất là đông anh em. Anh có ngại không? Anh có ngại không? Anh đến với em chết và anh rất tôn trọng gia đình của em. Dạ. Và anh thí dụ như có điều kiện thì có thể em về quê và em với anh ở riêng, hoặc là có thể nếu mà trong này chỗ nào kinh tế làm ăn được thì có thể ở trong này làm cũng được. Chúng ta có thể ra riêng. Chứ đâu phải là cha mẹ thì mình
tới thăm hàng ngày chứ cũng đâu có ở với mẹ sắp đâu. Dạ. Tự lập thì cũng lớn rồi. Dạ. Chứ... dạ nãy giờ em cũng chưa có hỏi thăm sức khỏe của hai bác. Ba má anh thì sức khỏe cũng tốt. À, bác gái là sinh năm mấy? Có mẹ em sinh năm 44. 44 thì anh là con thứ cũng như gần con đầu thì ba má mới có 6 mấy thôi. À 6 mấy. Dạ. 6 mấy rồi, được rồi đó. Nhưng mà mẹ em sinh năm mấy anh nhớ không? Hình phải như nhớ là con năm, là phải nhớ. Dạ, hình như là sinh năm 55. À hình như. 55 là tuổi mùi hả? Tuổi mùi à 55. À dạ. À ba mẹ 68. À đây là mẹ anh trai anh ruột đó. Anh ruột. Dạ em chào anh. Dạ em chào. Tại căng thẳng quá không. Bây giờ là anh thấy hai bạn cũng đã trò chuyện khá lâu. Dạ. Bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ quyết định xem có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. Hay để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định cuối cùng. Nào. Dạ. Mời Tuấn để tay vào nút bấm bên tay trái đó Tuấn. Xương thấy không? Đúng rồi. Dạ. Để sau lưng Tuấn. Dạ. Ngã người xuống. Để thẳng tay lên. Đó đúng rồi. Đó. Rồi, tôi đếm luôn nha. Đếm luôn nè. 1 nè. 2 nè. 3. Trời ơi, bấm cạch cạch hai cái liên tiếp luôn. Rồi, mời hai đứa đứng lên nè. Chúc mừng cũng nha. Nào. Mẹ ơi nó bấm rồi mẹ ơi. Tuấn thấy sao? Bạn gái bấm rồi, nắm tay bạn gái chồng đi. Má. Bây giờ nắm đi Tuấn, nắm tay đi. Rồi xin phép mẹ vợ tương lai. Xin phép bác là cho cháu gửi lời thứ nhất là tới đây cũng là gặp cái duyên của em Sương và cho cháu đến với em Sương là tìm hiểu với nhau và đến với nhau lâu dài. Đó, xúc động lắm rồi đó. Hứa gì, lâu dài nhưng mà bao lâu. Hứa với bác gì đi, hứa gì đi. Nếu mà con hứa với bác là con sẽ có thể con với Sương yêu nhau tới miết luôn. Tới miết luôn. Miết luôn. Miết luôn dạ. Tới miết. Tới lòng lòng mà. Tới miết. Tay chân mân mê mà rung lên. Tay ông ướt nhẹp rồi trời ạ. Dạ, tay rung lắm. Vậy là có hồi hộp, rối loạn con tim mà đó đúng không Tuấn hả? Dạ. Tuấn thấy vui không? Đi Tuấn nắm tay đừng có buông Tuấn. Tuấn ơi, dạ Tuấn thấy thích người đối diện không? Dạ thích. Thấy hợp không? Dạ hợp. Phung cái đi. Đúng rồi. Được quyền má. Dạ. Đúng má nè. Được quyền. Vậy là hít thôi, cái đó là hít chứ đâu có hùng. Không, ịnh luôn rồi, ịnh thôi là chuyên môn. Ịnh thôi hả? Hùng lại rồi, không có ịnh. Không có ịnh được. Không em thiệt tình có sao nói vậy mà bị anh Linh cài kẹo. Mới có ịnh thôi à, nào không thiệt đàng hoàng. Không chưa? Dạ rồi. Rồi, em có nói gì với anh hai hả cưng hay sao? Anh hai. Đó, anh hai đó, anh hai là như thay cha đó. Dạ. Nói gì với anh hai, anh hai chuyển lời cho cha, cho mẹ. Dạ, thật sự em thì em không có tình trường về cái chuyện tình cảm. Cho nên nếu như mà sau này chuyện tìm hiểu của em và anh có đến hôn nhân á, thì cái sai lầm gì của em dâu á, thì xin anh cũng bỏ qua và chỉ dẫn thêm. Trời ơi, hay quá. Quá hay không? Dạ. Rồi tính sao, có muốn có con gì đó, hỏi thôi. Chuyện, hỏi em gái đi. Cái chuyện con cái. À, đúng rồi, chuyện con cái. Chuyện con cái thì em hồi sớm em cũng có nói rồi, em kêu là có thể em sinh được và có thể không sinh được. Dạ. Nhưng mà đó là cái quyền lợi, cái thiệt thòi của em, còn anh cũng đã có con riêng rồi. Thí dụ như em sinh được thì càng tốt, mà em không sinh được là cái thiệt thòi em có sợ đó không? Anh đang định hỏi đó. Thật sự là em cũng không có sợ là không có hoặc là có hoặc là bắt buộc phải có, nhưng mà em nghĩ cái chuyện con thì do trời cho. Dạ. Nhưng mà vậy nè, theo chị nha, em vẫn phải đặt mục tiêu là em phải có con và có liền. Ví dụ như tụi em thực sự cảm thấy yêu nhau thì đừng có chần chờ gì nữa. Mình tiến tới hôn nhân và mình phải có con ngay. Chị là bé út của chị sanh năm 42 tuổi. Cho em yên tâm là không có vấn đề gì cả nha. Em sanh liền gấp đi sao? Nha. Nhưng mà thấy cảm giác hợp nhau là phải tiến hành gấp luôn nha. Đưa ba mẹ vào gặp. Dạ.
khó sanh. Dạ, không sao đâu. Dạ, không có, không có. Bây đâu. Giờ Tuấn quan trọng Tuấn về, nếu mà hai tìm hiểu nhau được, Tuấn về mời ba mẹ vào để gặp bác, hai gia đình tiến hành luôn. Đúng nha. Rồi. Đó. Ok, nào ôm nhau cái chặt cái nào. 44 là vẫn ngon lành. Nào hai người ôm nhau là chặt đang cái coi. Sung sức á. Tuấn. Mà anh Linh cứ gài kẹo hoài á, tuổi già ta ngại ngùng. Nào. Không ngại, bây giờ mình phải ôm chặt vô coi nào. Giai đoạn đi. Ừ. À, hợp lắm luôn á. Rồi, ok. Rồi quà cáp đi, quà cáp của chương trình tặng cho các bạn nè. Đây, đây là bộ Mai son từ Khánh môi. Hòa vô đây là thấy ổn rồi đó. Bộ son môi Yurika của Nhật Bản do thép Vina QA thép Nhật Bản tặng cho em. Chị đang xài này. Rất dạ. đẹp, son lì rất đẹp. Dạ. Còn đây là kem chống nắng và kem tẩy trang hiệu Relasti. Phải không ta? Rồi chút đọc lại. Relast gì? Relastil gì? Relastil nha. Chút chị Vân sẽ đọc lại. Và kem tẩy trang hiệu Relastil. Dạ, chương trình tặng cho em. Đây là thẻ Diamond để các bạn có thể đến những cái hệ thống fitness tập yoga để có một sức khỏe bền vững. Dạ, anh cầm những cái này. Đó. Và đây là quà của Toshiba. Máy lọc nước Toshiba. Yeah. Mọi người sẽ nhận món quà của chương trình. Đây là cái máy lọc không khí rất là tốt nha. Toshiba. Máy lọc không khí này rất là tốt luôn á. Rồi chúc các bạn thật nhiều may mắn và hy vọng rằng tôi sẽ nhận được thông tin của các bạn càng sớm càng tốt về cái tin vui mà các bạn có thể về hỏi cơm chung. Dạ. Nha. Dạ. Chúc mọi đứa hạnh phúc nha. Đi đây cưng. Rồi, hãy cái trò chuyện đi. Quà của anh. Đây, quà đây đúng rồi, quên nữa. Hai cái áo gối đó, đơn giản đâu. Đây, quà của Tuấn. Đem dưới hai đứa ăn rau câu nói chuyện đi.